Chương 101: Dung Thiên Cảnh. Cả đại điện đều bị uy áp kinh người bao phủ, sắc mặt mọi người nhất tề kịch biến, kinh hãi nhìn lão nhân áo cho. Uy áp viễn siêu cường giả thần phách cảnh, hẳn nhiên người kia đã bước vào cảnh thứ nhất trong Tam Thiên Cảnh, Dung Thiên Cảnh, cái gọi là Tam Thiên Cảnh không phải chỉ là một cảnh giới, mà đến ba tầng cảnh giới, tầng thứ nhất Dung Thiên Cảnh, tầng thứ hai Hóa Thiên Cảnh, tầng thứ ba Thông Thiên Cảnh. Dung Thiên Cảnh, mọi người trong đại điện bất giác cảm thấy khó thở bắc linh cảnh đã bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện một cường giả dung thiên cảnh cường giả ở trình độ đó đừng nói là bắc linh cảnh ngay cả xét trong bách linh thiên cũng là cường giả chân chính hàng đầu những người có thực lực thần phách cảnh ở đây đếm cũng không dưới hai bàn tay nhưng dù cho nhân số áp đảo như thế đối diện một cường giả dung thiên cảnh vẫn cảm thấy vô lực bởi vì tranh lệch của hai cảnh giới quá mức to lớn dung thiên cảnh tên như ý nghĩa đã có thể dung nhập thiên địa điều khiển linh khí thiên địa búng ngón tay liền phá hủy núi cao rừng rậm Cường giả thần phách cảnh tuyệt đối không thể so sánh bằng, hắn là Liễu Kinh Sơn, tiền nhiệm vực chủ Liễu vực. Cường giả từng được xưng là mạnh nhất Bắc Linh cảnh không ngờ vẫn còn sống. Những ánh mắt giao nhau trong đại điện đều toát ra vẻ bất an. Cục diện Bắc Linh cảnh duy trì nhiều năm đến nay như vậy, cũng vì những thế lực trong đó tranh lệch không nhiều, không kẻ nào đủ sức chinh phục đối phương. Thế nhưng hiện tại đột ngột xuất hiện Liễu Kinh Sơn đã phá vỡ thế cân bằng vốn có chỉ trong nháy mắt. Một cường giả dung thiên cảnh sẽ khiến chiến lực liễu vực bành trướng đến một trình độ đáng sợ. Mục Phong vẫn chừng mắt nhìn liễu kinh sơn, hai tay nắm chặt. Mục Trần bên cạnh cũng rất nghiêm trọng, quả thật tin tức kia không sai chút nào. Mục Trần nhìn về những vực chủ khác, phát hiện sắc mặt bọn họ rất khó coi, những cặp mắt nhìn liễu kinh sơn tràn ngập e ngại và bất an, khiến cho hắn cũng bất lo một chút. Nếu cả tám vực chủ cùng liên thủ, cũng chưa chắc sẽ bại hoàn toàn trước liễu kinh sơn. Chỉ đáng tiếc không biết họ có đủ can đảm, để đứng lên cùng chống lại một cường giả dung thiên, cảnh hay không áp lực trong không khí khiến người ta không thở nổi liễu kinh sơn nhàn nhạt quét mắt nhìn một vòng chậm rãi thong dong tiến lên liễu kinh thiên vội vàng đứng dậy rời khỏi vị trí chủ tọa liễu kinh sơn nhìn mọi người thản nhiên cất tiếng nhiều năm không gặp không biết có ai còn nhớ lão phu trăng ha ha cụ liễu năm xưa là cường giả đệ nhất bắc linh cảnh tuy mất tích ba năm nhưng dư uy vẫn còn chúng ta sao dám quên đường sơn cười không mấy tự nhiên cất tiếng trả lời liễu kinh sơn cười nhạt đáp lại nếu mọi người còn nhớ rõ hẳn cũng không quên tính tình của lão phu cái thế cục chia năm xẻ bảy của bắc linh cảnh đã nhiều năm như vậy e rằng bây giờ ta phải giải quyết triệt để mới được mọi người nghe thấy cũng biến sắc cụ liễu chúng ta ở bắc linh cảnh cũng không có dã tâm quá lớn không muốn tranh đoạt gì với những đại cảnh ở bách linh thiên ta thấy như thế này là tốt rồi một vị vực chủ gượng cười nói liễu kinh sơn liếc sang hắn nói các ngươi không có dã tâm nhưng lão phu có bắt đầu từ hôm nay liễu vực ta thành lập liên minh bắc linh lão phu nhậm chứ minh chủ chư vị gia nhập hay không đều do tự nguyện bất quá ta nói trước trong mắt lão phu chỉ có đồng minh và kẻ địch những ai không phải là đồng minh thì chẳng còn con đường nào khác không ít người nghe những lời uy hiếp ngạo mạn của liễu kinh sơn mà cứng đờ mặt mũi liễu kình thiên và đám liễu vực thì cứ thùng tỉm cười nhìn đám người bên dưới sắc mặt biến đổi liên tục có được một cường giả dung thiên cảnh liễu vực bọn họ đã có chiến lực siêu việt hơn hẳn những thế lực khác trong Bắc Linh cảnh, Liễu Kình Thiên nhìn qua phía Mục Phong vẫn yên tĩnh như mặt hồ, khóe miệng nhếch lên cười nguy hiểm. "Mục Phong à Mục Phong, bây giờ ngươi đừng mong trở mình." "Ha ha, cụ Liễu nói đúng, làm người không thể khư khư an cư một góc, Bạch Mã Bang bằng lòng gia nhập Liên minh Bắc Linh, tôn cụ Liễu làm minh chủ." Cái tên bang chủ nhiều chuyện của Bạch Mã Bang lại lần nữa lên tiếng, thần tình nịnh nọt khiến không ít người tỏ ra căm ghét. Bất quá ghét thì ghét, nhưng cục diện hiện tại hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của đa số mọi người ở đây có liễu kinh sơn hờ hững tọa chấn ở đây không ít thủ lĩnh các thế lực không có can đảm nói một lời phản đối liệt viêm vực chủ vẫn còn nằm trên đất kia kìa đó là cường giả thần phách cảnh đó nhưng đối diện liễu kinh sơn lại không có nổi lực trả đòn thần phách cảnh và dung thiên cảnh có tranh lệch khổng lồ điều đó không ai bàn cãi do vậy sau bạch mã bang lần lượt vài thế lực tiến lên một chút nhưng tám vị vực chủ kia không ai tỏ thái độ gì hẳn nhiên vẫn còn do dự và không cam Liễu Kinh Sơn vẫn thờ ơ nhìn cảnh tượng đó, rốt cuộc chuyển ánh mắt nhìn về tám vị vực chủ, chậm rãi nói, "Các ngươi thì sao?" Tám vị vực chủ liếc nhau, sắc mặt rất khó coi. "Cụ Liễu." Đường Sơn thở dài một hơi, ôm quyền nói, "Đường vực là tâm huyết cả đời ta, do vậy lúc này tại hạ không thể đáp ứng gia nhập liên minh Bắc Linh." Vậy xem ra Đường Sơn vực chủ không có hứng thú trở thành đồng minh của lão phu, đã vậy thì, Liễu Kinh Sơn cười nhạt, nhưng dần dần chuyển sang lạnh băng uy áp linh lực tràn ngập đại điện liền chuyển hướng tập trung vào đường sơn thân thể đường sơn trở nên căng thẳng linh lục hùng hậu trong người bạo dũng trào ra hào quang ngưng tụ thành một cự hồ màu vàng với dao động linh lực vô cùng mạnh mẽ Rao o o. con cọp vàng kia giống lên dữ dội ánh mắt đường sơn tỏ ra hung hãn lắc người liền phóng ra như gió linh lực bạo dũng hóa thành kim sắc hổ trảo như tia chớp vồ tới liễu kinh sơn đường sơn biết rõ lợi hại của liễu kinh sơn vừa ra tay liền dốc toàn lực, đối mặt một cường giả dung thiên cảnh, ngay từ đầu không nên do dự. Nhưng đối diện thế công bạo khởi của đường Sơn, liễu kinh Sơn lại không hề đổi sắc, hai mắt đục ngầu tỏ vẻ khinh thường, chậm rãi vung bàn tay khô héo tùy tiện phất ra. Vù! Nháy mắt bàn tay đó đánh ra, linh khí thiên địa như bị điều khiển dẫn động, với một tốc độ đáng kinh ngạc hội tụ hóa thành một khối cầu linh lực sáng rực, sau đó tung ra, chạm vào hồ trào sắc bén của đường Sơn. Uình. Linh lực cuồng bạo trùng kích trong đại điện, Sàn điện bằng đá đứt vỡ tạo thành những khe nứt lan tràn, một cột đá bị lực trùng kích đó chấn vỡ nát. Giữa không trung, Đường Sơn đột ngột phun ra một búng máu, thân thể rộn ngược lại, kim hổ sau lưng cũng nhạt đi nhiều. Gần như chỉ một chiêu, Đường Sơn với thực lực tiếp cận thần phách cảnh hậu kỳ hoàn toàn thảm bại. "Cha!" Đường Thiên Nhi hoảng hồn la lên, Đường Sơn trọng thương khiến nàng sắc mặt tái mét. Liễu Kinh Sơn thờ ơ đứng bất động, cách không đánh ra một quyền nữa linh lực vô cùng cuồng bạo như sóng giữ thét gào oanh kích hướng tới đường sơn cái vẻ này hẳn là xuống tay độc ác để giết gà dọa khỉ mục phong nhìn thấy biến cố trong điện nghiêng đầu nói gấp chu dã tình huống nếu xấu hơn lập tức mang theo mục trần trốn vào bắc linh viện chu dã gương mặt co giật lão biết nguy cơ lần này cả mục phong cũng không đủ tự tin nắm chắc cường giả dung thiên cảnh đối với bọn họ đúng là quá cường đại đủ sức phá vỡ thế cân bằng của bắc linh cảnh mục trần im lặng không nói hai đấm nắm chặt con người đen lấy lại nổi lên một màu đỏ điên cuồng huyết tinh hắn không thích nhìn cái cảnh người thân bị giết còn bản thân lại cao bay xa chạy nhiều năm sau trở về báo thù đó tuyệt đối không phải tính cách của hắn cho dù ở lại có cử tử nhất sinh cũng phải tìm cho ra một tia sinh cơ ít ỏi cho tất cả người thân phốc mục phong giao phó như chăn chối một câu thân hình nhanh chóng phóng ra bất chợt xuất hiện trước mặt đường sơn linh lực trong cơ thể không hề giữ lại tuôn ra quát lên tung quyền um linh lực đỏ rực như ngọn lửa phun ra, mạnh mẽ ngạnh kháng luồng linh lực cuồng bạo đang đánh, tới kia khí lãng dữ dội nổ ầm thổi ra, thân thể Mục Phong run lên, bước lùi hết một đoạn, nắm tay run rẩy, ánh mắt nghiêm trọng nhìn lại Liễu Kinh Sơn, trầm giọng nói, "Cụ Liễu, không cần phải ác như thế chứ." "Mục Phong à, lúc trước thanh danh vang dội khi còn rất trẻ, không ngờ ngươi cũng có thể đạt tới thành tựu hôm nay, quả thật không đơn giản." Liễu Kinh Sơn đạm mạc nhìn qua Mục Phong, hai hốc mắt toát ra cái lạnh vô cùng nói, bất quá hôm nay kẻ nào ngăn bước liễu vực ta xưng bá bắc linh cảnh, thì lão phu sẽ tung cước đá hắn sang bên. Vậy thì tại hạ sẽ lãnh giáo cụ liễu một chút, mục phong gầm gừ trả lời, lão biết tình thế đối địch của mục vực, và liễu vực hiện tại thì liễu kinh sơn tuyệt đối không buông tha. Đã không còn đường lui, chi bằng liều chết cược một lần. Mục huynh, chúng ta cùng lên, đường sơn gắng gượng đứng dậy, trầm giọng nói. Một mình mục phong tuyệt đối không phải đối thủ của liễu kinh sơn nếu không liên thủ e rằng không còn cơ hội nào chư vị ta không muốn đem tâm huyết nửa đời người dân tặng cho liễu vực còn cố kỵ thì tiếp theo sẽ tới lượt các vị đường sơn quét mắt về những vực chủ còn lại lớn tiếng quát lên sáu vị vực chủ kia nghe mà biến sắc lần này ra tay chính là lựa chọn trận tuyến nếu để mặc mục phong và đường sơn bị giải quyết thì bọn họ sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc khúm núm cúi đầu trước liễu vực cụ liễu lần này là các ngươi quá đáng hồng vực hiện tại đã rất tốt không cần phải gia nhập cái liên minh Bắc Linh gì cả. Hồng vực chủ, Hồng Linh cũng cắn môi quát lớn. La vực ta cũng không muốn gia nhập. La vực chủ đứng phát dậy, lớn tiếng hưởng ứng. Còn có viêm vực, liệt viêm trước đó bị đả thương cũng vẫn nộ quát lên. Chỉ vài giây ngắn ngủi, gồm cả Mục Phong và Đường Sơn thì đã có 5 vị vực chủ chống lại. Ba vị vực chủ kia còn do dự chưa quyết, cường giả dung thiên cảnh thực sự là một áp lực quá lớn. Giữa đại điện, đông đảo thủ lĩnh thế lực nhỏ hơn nhìn cảnh tượng đặc sắc đang diễn ra, Trận tuyến thế này đã bao nhiêu năm rồi mới xuất hiện? Năm vị vực chủ. Ha ha, còn ai nữa không? Liễu Kinh Sơn chậm rãi nhìn qua năm người bên kia, chỉ nhếch miệng cười khẩy. Một đám nghe con không sợ cọp. Liễu Kinh Sơn vốn lưng còng thình lình đứng thẳng lên, y bào. Không gió mà phất phới, cỗ linh lực dao động vô cùng cực đoan, như gió lốc gào thét trong điện. Ầm ầm đôi mắt đục ngầu của Liễu Kinh Sơn càng lúc càng dữ tợn, mạnh mẽ bước ra, cự thạch rơi xuống, Đại điện đã không chịu nổi áp bức khổng lồ của linh lực, bắt đầu sụp đổ. Cỗ linh lực kinh hoàng đó đi theo một âm thanh nặng nề sát khí của Liễu Kinh Sơn, phóng lên cao. Nếu đã lựa chọn thì đừng trách lão phu vô tình. Chương 102: Giao dịch. Linh lực kinh người như cột sáng mạnh mẽ từ cửu vực thành sông thẳng lên mây, cuồng phong rít lên, linh khí thiên địa trong phạm vi thành thị đều đang dung chuyển dữ dội. Vô số cặp mắt hoảng hốt nhìn về ngọn nguồn linh lực mênh mông nọ giao động linh lực cường hãn thế kia quả là cả đời này họ mới thấy, hơn hẳn những cường giả thần phách cảnh mà họ may mắn được thấy gần đây. Từ lúc nào mà Bắc Linh cảnh xuất hiện vị cường giả mạnh mẽ thế này? Hôm nay kẻ nào ngáng đường của Liễu vực ra, giết không tha, trong cột sáng linh lực thông thiên đó, một bóng người già nuôi hiện ra, chân đứng trên không, chẳng hề mượn lực, đôi mắt lợi hại như ưng lạnh băng quát lớn, tiếng nói vang khắp thành thị. Từ trong đống đổ nát, năm bóng người lao vút ra, đều nhờ vào linh lực hùng hồn mà lơ lửng trên không năm người chiếm cứ một phương trước mặt họ chính là lão già kia đó là mục phong đường sơn hồng linh không ngờ là năm năm đại vực chủ bọn họ đang làm cái gì kia lão già đối diện là ai linh lực thật khủng khiếp trời ạ à, liễu kinh sơn mà không biết à lão già kia không ngờ còn sống hơn nữa thực lực không lẽ đã đột phá thần phách cảnh tiến vào dung thiên cảnh rồi ư động tĩnh trên bầu trời nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong thành những âm thanh xôn xao bàn tán rộ lên như ong vỡ tổ. Liễu Vực Mưu đồ thành lập Liên minh Bắc Linh, thâu tóm các thế lực khác, năm đại vực chủ không đồng ý liền liên thủ tác chiến, nhanh chóng có tin tức từ trong điện truyền ra bên ngoài. Đây không còn nghi ngờ gì nữa sẽ là đại sự chấn động lần thứ hai thay đổi cục diện Bắc Linh cảnh, sóng to gió lớn ngập trời. Các ngươi nghĩ rằng năm người liên thủ thì có thể đối phó với lão phu sao? Nể thực lực các ngươi không kém, nếu cứ thế mà bị chém giết thì Liên minh Bắc Linh của ta hao tổn không nhỏ lão phu cho các ngươi thêm một cơ hội nữa liễu kinh sơn nhìn chằm chằm vào năm vị vực chủ đối diện thanh âm nhẹ nhàng mà đe dọa cụ liễu ta thấy ngươi nên chấp nhận việc này đi bọn ta không có dã tâm phòng thủ một mẩu ba phân đất của mình là an lòng rồi còn tranh cường bách linh thiên sự tình này lão tự mình đi làm đi mục phong cười nói ngu xuẩn liễu kinh sơn không nói thêm lời vô nghĩa trận chiến hôm nay không thể tránh nếu không liễu vực chẳng thể kinh sợ những thế lực khác trong bắc linh cảnh um, linh lực mạnh mẽ như núi lửa phun trào, gào thét ngập trời hóa thành một cự khuyển hai đầu tràn ngập hung tợn. Mục Phong nhìn thấy cự khuyển hai đầu sau lưng Liễu Kinh Sơn, gương mặt càng nghiêm trọng dữ dội. Song đầu ma khuyển, đại bảng vạn thú lục bài danh 98, miệng phun phong hỏa. Hiện giờ thực lực dung thiên cảnh của lão già kia ngưng tụ quang ảnh song đầu ma khuyển, nhìn như bản thể thực chất, hẳn nhiên là mạnh mẽ hơn nhiều những linh thú của mấy vị vực chủ. Hôm nay lão phu phá lệ cho các ngươi nếm thử sức mạnh chân chính, của cường giả dung thiên cảnh liễu kinh sơn đạp không trung song trưởng xoay tròn linh khí đầy trời hội tụ lại hóa thành hỏa diễm đỏ rực và cuồng phong hắc ám miệng phun phong hỏa là năng lực của song đầu ma khuyển liễu kinh sơn luyện hóa tinh phách của nó dĩ nhiên cũng có thể thi triển năng lực như vậy phong hỏa linh ba hai tay đánh ra lửa lớn trong trưởng như hỏa mãng khổng lồ uốn éo tay kia hắc phong ngưng tụ trở thành hắc phong bạo to cả trăm trượng ào hỏa mãng và hắc phong bạo điên cuồng oanh kích giao động linh lực cực kỳ đáng sợ trực tiếp hướng thẳng đến năm vị vực chủ cả năm người khi nhìn thấy thế công hung hãn của liễu kinh sơn đều tập trung không dám lơ là linh lực trong cơ thể để thăng cực hạn sau lưng họ đều ngưng tụ ra linh thú cường hãn của mình trên bầu trời năm người dốc hết toàn lực linh lực hùng hồn hình thành thế công phô thiên cái địa nhất tề chống đỡ hỏa mãng và với hắc phong bạo rầm rầm hai bên giao chiến mãnh liệt âm thanh phát ra như tiếng sấm nổ bên tai khiến cho những người thường cảm thấy khó khăn đứng vững khí lãng tỏa ra thổi quét khu vực bên dưới khiến bụi mù tung bay cuồng loạn. Vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn cuộc chiến trên cao. Mục Phong, Đường Sơn và cả ba vị vực chủ danh chấn Bắc Linh, cảnh đều đã thúc dục linh lực đến cực hạn, thế nhưng đối diện với thế vây công của năm vị cường giả hàng đầu, Liễu Kinh Sơn vẫn sừng sững đứng vững trên cao, không chút sức mẻ. Hai tay lại khởi động phong hỏa, linh khí tùy thời điều động, tư thái vững vàng như núi, đè ép thế công hung mãnh của năm vị cường giả kia đến mức không ngóc đầu dậy nổi cường giả dung thiên cảnh lại khủng bố đến như thế. Năm đại cường giả thần phách cảnh liên thủ hoàn toàn bị nắm trong tay. Bên ngoài đại điện, Mục Trần cũng theo chân dân chúng đông đúc chen chúc chạy ra, cặp mắt nhìn giao phong dữ dội trên trời cũng nhăn mày nhăn mũi. Cha, đường thiên nhi đầy lo lắng, hai mắt xinh đẹp đã hơi đỏ, cục diện này bất giác khiến nàng cảm thấy rất bất an. Bên cạnh đường thiên nhi, hồng lăng cũng cắn môi. Phụ thân nàng qua đời đã lâu, mấy năm nay hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, nếu mẫu thân có xảy ra chuyện gì không hay thì đó chính là đả kích vô cùng kinh khủng với nàng không cần lo lắng mục trần nhìn thấy bộ dáng hoảng hốt của hai cô gái liền vươn tay nắm cổ tay cả hai kéo ra sau nhẹ giọng chấn an bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu đường thiên nhi và hồng lăng đều nhìn lại gương mặt bình tĩnh của hắn mà bị cuốn hút hoảng loạn trong lòng mới giảm bớt đi một chút không có chuyện gì nằm mơ giữa ban ngày gia gia của ta còn chưa thật sự ra tay đâu nghĩ rằng liên thủ có thể chiến thắng một cường giả dung thiên cảnh sao thật là khờ dại. Trên một góc đại điện sụp đổ, Liễu Mộ Bạch châm chọc nhìn Mục Trần. Mục Trần khẽ liếc hắn, cũng mặc kệ. Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng đều lui ra sau lưng Mục Trần. Hừ, Hồng Lăng, ngươi qua đây với ta, chỉ cần ngươi có thể khuyên mẹ mình gia nhập Liễu vực chúng ta, ta đảm bảo các ngươi vô sự. Liễu Mộ Bạch hậm hực nhìn về Hồng Lăng đang trốn sau lưng Mục Trần. Hắn cũng có thích nàng, bất quá khi ở Bắc Linh viện, Hồng Lăng cũng chỉ đối đãi với hắn ở giới hạn bằng hữu, hắn muốn tiến thêm một bước vẫn chưa được như ý. Hồng Lăng nhìn Mục Trần, không đi về phía tên kia, mà cắn môi giơ tay nắm vạt áo hắn, cứ như con chim nhỏ sợ hãi đang nấp vào một chỗ dựa an toàn. Liễu Mộ Bạch trợn mắt tức giận xanh mặt, oán độc liếc nhìn Mục Trần nguyền rủa. "Chu Thúc, sao?" Mục Trần không để ý tới Liễu Mộ Bạch, quay sang Chu Dã bên cạnh đang thần sắc nghiêm trọng quan sát không trung. Rất bất ổn, Liễu lão cẩu dường như vẫn chưa dùng đến thực lực chân chính. Chu Dã sắc mặt u ám, nói tiếp, e rằng ngay cả năm đại vực chủ liên thủ cũng không thể là đối thủ của hắn. Vậy Chu Thúc cũng qua đó hỗ trợ đi. Mục Trần nói, không được. Ta phải bảo vệ ngươi, một khi tình huống xấu đi phải dẫn ngươi trốn thoát. Hiện tại chúng ta có thể chết, ngươi thì không, Chu giã nghiêm giọng nói. Ta sẽ không bỏ tía ở lại. Mục Trần nắm chặt tay, kiên quyết nói. Tiểu mục tử, không nên lỗ mãng, còn núi lo gì thiếu củi, chỉ cần ngươi vào đến Bắc Thương Linh Viện, không tới ba năm nữa nhất định có thể hơn xa lão cầu kia đến lúc đó thủ của chúng ta sẽ do ngươi báo trả chu dã lạnh lùng ngắt lời nếu đó là lực chọn cuối cùng ta mới làm vậy mục trần cắn răng con ngươi đen láy đã pha một chút máu đỏ tươi bất quá ta sẽ dùng hết khả năng tìm trong tuyệt cảnh một đường sinh cơ ta sẽ không dễ dàng để các ngươi chết đi trước mặt ta chu dã nhìn thấy nét đỏ tươi trong mắt hắn cũng đành cười khổ bàn tay vỗ mạnh vào vai mục trần cục diện này còn có sinh cơ gì chứ liễu kinh sơn trở thành cường giả dung thiên cảnh đã có nghĩa là bọn họ nhất định phải thất bại. Mục Trần hít một hơi sâu, lại nhìn lên trời, rồi chậm rãi nhắm mắt, tâm thần chìm vào khí hải. Ở nơi đó, Cửu U Tước đang lười biếng nằm ườn trong hoa lung ma đơ lơ theo dõi hắn. Sao chứ? Muốn nhờ ta hỗ trợ à? Đừng có mơ, Cửu U Tước ngạo nghễ cười nhạo, một ý niệm truyền ra. Ta chết, ngươi cũng chẳng tốt gì, ngươi bị phát hiện thì vô số cường giả sẽ tha cho ngươi sao? Dù cho ngươi có sức mạnh bá đạo tuyệt luân, thế nhưng hôm nay lại rất suy yếu, giọng nói lãnh tỉnh không dao động của mục trần khiến cho cửu u tước cũng hơi kinh ngạc người ở trong cơ thể của ta thì còn có thời gian dần dần hồi phục nhưng nếu rơi vào tay cường giả khác thì tình cảnh e rằng khổ hơn không biết bao nhiêu cửu u tước hít đôi mắt nhỏ hai cánh hắc viêm cũng xếp lại hẳn nhiên lời của mục trần cũng không cách nào đà động nó đúng là bên ngoài rất nguy hiểm nhưng nó cũng không phải gà mờ không có thủ đoạn chúng ta thực hiện một giao dịch người giúp ta ta cấp cho người một cam đoan mục trần chậm rãi nói cam đoạn tuyệt đối không luyện hóa ngươi. Thanh âm vững vàng mà kiên định. Cửu U Tước quắc mắt, bất chợt châm chọc, dễ vậy sao, luyện hóa tinh phách của ta. Thậm chí có tốt đẹp gì cho ngươi hay không còn chưa biết. Điều này không có cơ sở tin được. Ngươi ở trong cơ thể ta cũng được một thời gian, tính tình của ta hẳn cũng đã biết. Mục Trần thản nhiên nói tiếp, ngươi thật sự rất lợi hại, lúc này đây ta phải tía của ta, bằng không lão sẽ chết, lúc đó trong lòng ta sẽ tràn ngập cừu hận, và nó sẽ lan tới ngươi một khi ta có đủ sức mạnh tuyệt đối sẽ cường ngạnh luyện hóa ngươi. Chớ có hoài nghi khả năng của ta, tờ giấy đen này vây khốn ngươi cũng không đơn giản, đến khi ta có thể khám phá bí mật của nó, hẳn là đối phó ngươi không khó, điều này chắc ngươi hiểu rõ. Cửu U Tước tung cánh, ý niệm lạnh băng truyền ra, ngươi dám uy hiếp ta. Ta cho ngươi một cam đoan, chính là ưu đãi lớn với ngươi. Tình huống hiện tại nếu không giúp ta tức là đồng lõa với Liễu Kinh Sơn, mục trần ta ân oán rõ ràng. Ngươi giúp ta, ta tự nhiên sẽ cảm kích. Còn không mà nói, đến khi ta đủ năng lực thì một chút ta cũng không bỏ qua. Mục Trần cực kỳ kiên quyết, nếu Cửu U Tước thật sự khoanh tay đứng nhìn, thì về sau hắn tuyệt đối không buông tha cho nó. Cảm nhận sự cố chấp kiên quyết tràn ngập trong lời nói của hắn, Cửu U Tước cũng im lặng, lát sau mới nói: bây giờ ta giúp ngươi, ngươi thật sẽ không luyện hóa ta. Đến khi ngươi có năng lực hóa thành bản thể, đi hay ở tùy ngươi quyết định. Mục Trần đáp lời: muốn ta giúp ngươi cũng được. Cửu U Tước phóng cặp mắt lợi hại nhìn Mục Trần, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Mục Trần, không có gì do dự, gật đầu thật mạnh. Được, chương 103, mượn lực. Cửu U Tước nghe thấy Mục Trần trả lời vô cùng kiên quyết lại ngẩn ra khó tin, vốn còn chưa nói ra điều kiện. Hiện giờ ta không còn lựa chọn nào khác, ngươi không cần làm cái mặt nghi ngờ đó. Mục Trần dường như nhìn thấu suy nghĩ của Cửu U Tước, giọng nói vẫn bình tĩnh, dù cho luyện hóa ngươi không biết ích lợi cho ta đến mức nào nhưng so với tính mạng của cha ta thì không chút đáng giá. Cửu U tức lại lần nữa trầm tư, cảm giác chân thật đáng tin đã nhiều hơn trong lời nói của nhân loại kia. Thời gian qua mắc kẹt trong cơ thể hắn cũng biết được một chút tính cách mục trần. Còn điều kiện của ngươi khoan hãy nói, đợi vượt qua ải khó này rồi tính đi, làm sao có thể đối phó lão quỷ dung thiên cảnh kia. Nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh thì một chiêu tên kia chết chắc, bất quá ngươi biết rõ ta đang bị suy yếu. Thành ra không thể tự ra tay được, toàn bộ phải dựa vào ngươi thôi ta làm sao là đối thủ của lão quỷ kia, mục trần lắc đầu. Ta sẽ cho ngươi mượn tạm sức mạnh, thao túng lực lượng. Bất quá ta nói trước, cái thân xác còm nhom của ngươi chẳng biết sẽ chịu nổi bao nhiêu sức lực của ta, thành ra nếu có vấn đề gì thì ta cũng vô phương cứu chữa, ngươi dám không, cửu u tức chậm rãi giải, thích cứ cho ta mượn đi. Mục Trần không do dự gật đầu cái dục. Với lực lượng của ta, ngươi cũng có thể tạm thời đạt tới trình độ dung thiên cảnh. Nhớ cho kỹ, tạm thời thôi đó, Do vậy nếu trong thời gian tạm thời đó mà không giết được tên kia, thì ngươi không xong rồi. Ừ, Mục Trần lại gật đầu. Bất kể thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Mục Phong bị giết ngay trước mặt. Ngươi điều khiển cái hoa lung này cho nó giảm bớt áp lực với ta, để ta chuyển lực lượng ra ngoài. Cửu u tước vẫn bình thản như không dĩ nhiên nếu ngươi đủ can đảm tin ta, nếu sợ rằng giảm áp lực sẽ khiến ta tận dụng thời cơ, thì khỏi nói nữa đi. Ta tin ngươi. Mục Trần cười trả lời. Hử, Cửu U Tước tỏ ra thú vị tin ta dễ vậy sao? Là do ngươi quá khờ hay ngây thơ? Không lẽ quên chuyện hôm trước tăng cấp ta ra tay rồi sao? Lúc đó khác, và lại niềm kiêu hãnh của ngươi khác với con người, ngươi đã nói như thế thì chắc sẽ không bồi nhọ nó. Mục Trần mỉm cười, Cửu U Tước không nói gì, từ chối cho ý kiến. Bất kể thế nào, ân tình này ta sẽ ghi tạc trong lòng. Mục Trần hít một hơi, tỏ vẻ trận thành. Hiện tại Cửu U Tước chính là cái phao cứu sinh duy nhất cho hắn lại tự nguyện cho hắn mượn sức mạnh đúng ngay thời điểm quan trọng, bất kể nó có mưu đồ gì hay không thì Mục Trần vẫn cảm kích nó. Cái này là giao dịch, không phải giao tình. Cửu U Tước tỏ vẻ ngán ngẩm mấy cái chuyện lẩn quẩn của con người, thối lên, lo mà chuẩn bị tinh thần đi. Mục Trần cười, gật đầu. Tinh thần rời khỏi khí hải, hai mắt đang nhắm chặt cũng mở ra, những tiếng nổ ầm ầm vang vọng từ không trung truyền xuống, uy áp linh lực nghẹt thở chút lên người như cự thạch ngàn cân. Ngươi không sao chứ? Đường Thiên Nhi lo lắng nhìn hắn, lúc nãy Mục Trần đột nhiên nhắm mắt, lay mãi cũng không tỉnh, còn tưởng rằng hắn bị cái gì. Mục Trần lắc đầu, nhìn đôi mày Liễu co lại vì lo lắng của Đường Thiên Nhi, mỉm cười ấm áp nói, "Thiên Nhi tỷ yên tâm đi, tin ta, Liễu Kinh Sơn kia chẳng làm ăn được gì đâu." Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng bất giác kinh ngạc khi nghe hắn buông lời chắc ăn như thế, nhưng gương mặt khôi ngô vẫn bình tĩnh như nước, có vẻ hắn không phải nói chơi, khiến các nàng cảm thấy an tâm một cách khó hiểu, cảm giác như đang đặt lòng tin vào một đấng nam nhi đỉnh thiên lập địa, hùng tài đại lược, vô cùng chắc chắn. Đường thiên nhi tuy không rõ được vì sao hắn lại tự tin như thế, nàng chỉ đành nhìn hắn mà mỉm cười. Chu giã bên cạnh cũng nghe, lão thầm than trong lòng, tiểu tử cũng chỉ có thể làm được như vậy, cố gắng chấn an bạn bè. Cục diện rối ren như thế này nếu lát nữa hắn ngoan cố không đi, cũng đành phải đánh ngất hắn. Lão có chết ở đây cũng không hề gì, nhưng mục trần là huyết mạch duy nhất của mục gia, hắn chết thì mục gia xong đời. Mục Trần ngẩng lên nhìn bầu trời, vòng chiến đã đến lúc gay cấn. Mục Phong và các vực chủ dường như đã thúc đẩy linh lực cực hạn, những đường tấn công sắc nét liên miên thừa sức ép chết cường giả thần phách cảnh, nhưng trước mặt Liễu Kinh Sơn lại không mấy tác dụng. Hai tay của lão già kia luôn tiềm tàng linh lực mạnh mẽ, hồng hòa và hắc phong gào thét điên cuồng, như hai ngọn roi đen đỏ to lớn áp chế mấy vị vực chủ không thể tiến đến gần. Mặc dù nhìn qua có vẻ chiến đấu rằng co, nhưng ai cũng thấy rõ Liễu Kinh Sơn vô cùng nhàn nhã, hẳn nhiên chưa dùng hết toàn lực. Trái lại năm vị vực chủ bắt đầu đỏ mặt thở dốc. Thần phách cảnh và dung thiên cảnh, hai cảnh giới có khác biệt quá lớn. Người người đứng xem bên dưới nhìn Liễu Kinh Sơn, đối chiến năm cường giả thần phách cảnh vây công vẫn nhàn nhã như không, trong lòng cũng mơ hồ run rẩy sợ hãi, nhiều người thở dài, nghĩ rằng có lẽ Bắc Linh cảnh này thật sự là giang sơn của Liễu gia. Sự cân bằng trong quá khứ sẽ không thể nào tồn tại nữa. Liễu Kình Thiên vẫn tủm tỉm cười quan sát không trung, hai tay chắp sau lưng, Ba vị vực chủ còn lại đứng gần đó cũng tái mặt xanh xám, khẽ cười mà chua xót, cường giả dung thiên cảnh khủng bố như thế, dù họ có gia nhập liên minh cũng chưa chắc được cái gì tốt, e rằng sau này chẳng những khúm núm, mà cả sản nghiệp cả đời cũng dần dần bị Liễu vực nuốt mất. Có lẽ Đành An phận thủ thường, mong sao Liễu vực cũng đừng quá tệ bạc. Ha ha, ba vị vực chủ xin yên tâm, từ nay về sau các ngươi là bằng hữu của Liễu vực ta. Liễu vực đối đãi với bằng hữu xưa nay vô cùng thân mật liễu kình thiên liếc nhìn ba vực chủ kia liền biết ngay tâm tư của họ lớn tiếng cười nói mua chuộc ba người nghe thấy cũng chỉ gượng cười không dám nói gì cả thái độ kính cẩn tuân phục ha 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 nhìn mấy kẻ ngày thường ăn to nói lớn sánh ngang hàng với mình nhưng bây giờ lại tỏ vẻ yếu nhược như thế trước mặt mình liễu kình thiên đắc ý thỏa mãn cười lớn tiếng cười đó khiến ba vực chủ kia phẫn nộ cay đắng nhưng vẫn không dám bộc phát ra ha 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 xem ra ông cụ muốn động tay thật rồi Liễu Kình Thiên chẳng mấy để ý đến nữa, ngẩng lên nhìn trời thản nhiên cười nói, "Kia ba vị vực chủ nghe vậy, tâm đầu nhất khiêu." Vội vàng ngẩng đầu lên, trên bầu trời, hồng hỏa và hắc phong trong tay Liễu Kinh Sơn tiêu tán, gương mặt đạm mạc nhìn Mục Phong đang vô cùng cảnh giác chơi đủ chưa? "Nếu mà chơi đủ rồi thì kết thúc đi, lão phu già rồi, không có dư hơi chơi hoài với bọn các ngươi." Liễu Kinh Sơn bước ra vài bước, linh khí trong thiên địa dữ dội hội tụ lại quanh thân, linh khí cuồn cuộn như sóng gào biển khơi thanh thế khiến cho kẻ khác chưa thấy đã run. Vạn đào toái nhạc trưởng, đôi mắt lạnh lẽo, một tay đột ngột đánh ra, linh lực ảo ảo thổi quét, hóa thành năm trưởng ấn với lực lượng cực kỳ kinh khủng. Năm trưởng vừa hiện đã bao phủ không trung, lập tức tấn công năm vị vực chủ. Ầm ầm. Không, khí cũng bùng nổ khi trưởng ấn đánh tới, âm thanh tán ra khiến kẻ khác bên dưới cũng phải bị tai hoảng sợ. Đồng loạt ra tay, Mục Phong và mấy người kia cảm nhận rõ dệt sức ép linh lực nghẹt thở, dồn hết linh lực, linh thú sau lưng gầm giống dữ dội, năm luồng linh lực sáng rực cùng lúc bắn ra. Uỳnh uỳnh uỳnh, hai phe công kích ngạnh chiến với nhau, khí lãng khủng bố tràn ra, không trung bạo động, cuồng phong nổi gió. Vút vút, cuồng phong thét gào, năm vục chủ run rẩy hộc máu, như trái sung dụng từ trời rơi xuống. Mục Phong sắp chạm tới mặt đất, thân hình mãnh liệt ổn định lại, xóa đi vết máu trên mặt, lập tức quay nhìn Chu Giá, gằn giọng, "Đi!" rồi quát lên binh mã mục vực, "Giết cho ta!" binh lính mục vực tiềm phục bên ngoài đại điện từ lúc nào vừa nghe tiếng mục phong quát lên lập tức lao ra chém giết như thủy triều điên cuồng liều chết xông vào đại điện ngăn chúng lại liễu kình thiên cười lạnh vung tay lên một phía nào đó cũng có một đám người đông như kiến vọt lên giao chiến với binh mã mục vực cha nương đường thiên nhi và hồng lăng nhìn hai người trên thạch tháp máu tươi đầy người thê thảm vô cùng đường sơn và hồng linh sắc mặt tái xanh cố đứng lên thân thể lắc lư muốn ngã chu huynh phiền ngươi cũng dẫn các nàng đi theo. Sắc mặt Đường Sơn trắng như tờ giấy, cũng quay qua Chu Dã quát khẽ. Chu Dã sắc mặt khó coi, cục diện hỗn loạn không mong muốn đã tới, lão giữ tợn cắn chặt hàm răng vươn hai tay chụp lấy Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng, quát lên với Mục Trần, "Tiểu Mục, đi." Mục Trần không hề lay động, chỉ dường như hơi run lên. Còn muốn chạy, Liễu Kình Thiên vẫn luôn chú ý Chu Dã, cười lạnh hung ác, lắc mình một cái hóa thành quang ảnh bắn tới, linh lực hùng hậu ngưng tụ trong tay đánh ra một trường khí lãng ảo ạt. Chu Dã vội vàng xuất hiện trước mặt Mục Trần, đánh ra một quyền, ngạnh kháng với trưởng của Liễu Kình Thiên. Uỳnh, một kích cực mạnh, Chu Dã bị đẩy lui hơn 10 bước, khí huyết nhộn nhạo. Dù sao lão cũng chỉ là cường giả thần phách cảnh sơ kỳ, còn Liễu Kình Thiên từ lâu đã là thần phách cảnh hậu kỳ. Tên nhóc Mục gia, đừng nghĩ đến Bắc Thương Linh viện nữa, cứ an ổn táng thân ở Bắc Linh cảnh này đi. Một trưởng đẩy lui Chu Dã, Liễu Kình Thiên nhanh như quỷ mị đến cạnh Mục Trần, khẽ cười đánh tiếp một trưởng, kình phong sắc bén, và linh lực mạnh mẽ không hề nương tay vỗ lên thiên linh cái mục trần. Liễu tạp chủng, người muốn chết, chu giã đỏ mắt hét to, điên cuồng phóng tới liễu kình thiên. Mục phong gần đó cũng nhìn thấy, hai mắt thất thần như hồn lìa khỏi xác, đầu óc trống trơn trở nên lãng đãng. Ha ha, mục phong, con ngươi sẽ chết trong tay ta. Liễu kình thiên giữ tợn cười gằn, trưởng phong không hề ngừng lại. Thình lình, mục trần đang đứng ngây ngốc kia ngẩng đầu lên, hai mắt xuất hiện hắc viêm quỷ dị khóe môi khẽ nhách khiến cho Liễu Kình Thiên đột ngột cảm giác nguy hiểm. Dầm, bàn tay Mục Trần như điện xẹt chặn công kích của Liễu Kình Thiên, mạnh mẽ kháng cự. Linh lực trùng kích khiến cho nên đá dưới chân hắn vỡ vụn, bụi mù tung tóe. Bất ngờ, khó tin, tưởng mình hoa mắt. Đó là những gì người ta có thể nhìn ra trên gương mặt Liễu Kình Thiên. Bởi vì một kích hung hãn kia đánh vào Mục Trần, như đánh vào một khối đá núi vững chắc, không chút sức mẻ. Không thể, không thể tin được. Nụ cười quỷ dị của tên nhóc trước mặt càng khiến hắn bất an dữ dội, nhưng vừa định lui gấp, Mục Trần lại hóa trưởng thành chảo quét xuống, cường lực không thể chống. Đỡ bất giác sinh ra, thân hình Liễu Kình Thiên như một khúc cây nháy mắt nện xuống nền đá cứng rắn, cắm mặt vào đất. Mục Trần ánh mắt lạnh lẽo, bàn chân hung hăng dẫm lên lưng Liễu Kình Thiên, ấn hắn sâu xuống nền đất. Uỳnh! Liễu Kình Thiên mất hút trong cái hố sâu, mặt mũi chôn vùi trong đất, nhưng nếu ai nhìn được, sẽ thấy rõ đôi mắt tràn ngập kinh hãi khó tin một tên tiểu tử linh luân, cảnh hậu kỳ sao lại đột ngột có sức mạnh đáng sợ đến thế? Dĩ nhiên, không chỉ có hắn hoảng sợ, mà cả Chu giã đang điên cuồng lao tới cũng chưng hửng đứng lại, gương mặt mờ mịt nhìn biến cố vừa phát sinh. Vô số những con người trợn tròn đều tập trung về đây. Đường Thiên Nhi, Hồng Lăng bất giác che miệng. Liễu Tông, Liễu Mộ Bạch, Liễu Minh, đám người Liễu vực há mồm chết chân. Hải Tử, Mục Phong tử trong ngây dạy tỉnh lại, ánh mắt sững sờ, biến cố đột ngột không thể nghĩ bàn tiểu súc sinh, ngươi chán sống rồi à? Liễu Kinh Sơn giận dữ gào thét, âm thanh tràn ngập sát khí, phẫn nộ vô cùng khi thấy Mục Trần đánh bẹp Liễu Kình Thiên. Mục Trần dường như chẳng nghe thấy lão, chân tung lên nện vào ngực Liễu Kình Thiên, đá hắn từ dưới hố bay lên, như một viên đá lăn long lóc cả trăm mét. Đám khán giả ngu ngơ vội nuốt nước bọt. Chuyện gì vừa xảy ra? Đá Liễu Kình Thiên bay mất, Mục Trần chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắc Viêm đang thiêu đốt trong đôi mắt như hung thú nhìn chằm chằm con mồi Liễu Kinh Sơn thanh âm giận dữ gần từng tiếng quanh quẩn trong không trung. Lão lông lá, muốn giết cha ta cũng nên hỏi qua ta trước đã chứ. Mục trần nắm chặt hai tay, linh lực hắc ám bốc lên như ngọn lửa thực chất cuồn cuộn từ trong cơ thể sông ra, uy áp linh lực kinh khủng tràn ngập thành thị. Cảm nhận uy áp từ trên người hắn phát ra, liễu kinh sơn, tất cả mọi người nháy mắt biến sắc. Vì cường độ uy áp đó, cũng đã đạt tới dung thiên cảnh. Chương 104, vượt dai khiêu chiến. Uy áp linh lực toát ra từ cơ thể mục trần, cả tòa thành đều hoảng hốt lùi lại ngơ ngác nhìn vào thiếu niên lơ lửng trên không mà trong lòng nổi sóng trong lòng nghi hoặc không giải thích được kẻ kia làm sao lại có được năng lực khủng bố như thế không thể xảy ra liễu tông liễu minh đặc biệt là liễu mộ bạch đồng thanh la lên tên kia đúng là quỷ dung thiên cảnh liễu kinh sơn vốn hờ hững nhàn nhã khi giao đấu với năm vị vực chủ thần phách cảnh vậy mà lúc này lại tròn mắt kinh ngạc nhìn vào đôi đồng tử tràn ngập hắc viêm của mục trần linh lực cường hãn không hề yếu hơn bản thân hẳn nhiên đối thủ trẻ tuổi trước mặt cũng đã đạt tới cảnh giới dung thiên cảnh. Khán giả xung quanh lặng im như thóc. Mục Trần vẫn chăm chăm quan sát Liễu Kinh Sơn, hắn nở một nụ cười, lão lông lá, đừng nghĩ đạt tới cảnh giới dung thiên, cảnh thì có khả năng làm mưa làm gió ở Bắc Linh cảnh, cái mơ ước xa với thành lập liên minh của Liễu vực các ngươi ta nghĩ, nên vứt cho cho ăn được rồi. Tiểu tử, đừng có mà vênh váo, ta chẳng biết vì sao ngươi lại đột ngột tăng thực lực nhảy vọt như thế, bất quá ta biết nó cũng không chân chính thuộc sở hữu của ngươi, chỉ như thế mà muốn ngăn cản ta, ngươi cũng quá ngây thơ đó. Liễu Kinh Sơn đạm nhạt phân tích, trong giọng nói như có sấm rền phẫn nộ áp bức lòng người. Vậy để ta thử xem sao. Mục Trần cười, hai tay nắm lại, trên mu bàn tay xuất hiện một khe máu đỏ thẫm, máu tươi dì giả chảy ra. Sức mạnh cửu u tước cho mượn quá mức cường đại, thân thể yếu kém của hắn chưa đủ sức chịu đựng nổi, hẳn nhiên sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ. Thế nhưng với tính cách của hắn trong tình cảnh này, nó chẳng qua như mũi đốt, Mục Trần lắc mình một cái liền sáp tới rằng co với Liễu Kinh Sơn, hai luồng linh lực dung thiên cảnh tạo thành uy áp như sóng thần nơi biển lớn, ầm ầm vỗ vào nhau. Dầm, cử vực thành vang vọng một âm thanh như kình lôi chấn đỉnh. Mục Phong, Đường Sơn và mấy vị vực chủ kia đều đang đứng trên mặt đất, ánh mắt cổ quái liếc nhau rồi nhìn về phía Mục Phong, thế nhưng cũng chỉ thấy được đôi mắt mờ mịt của Mục vực chủ, xem ra chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán của lão, bản thân lão là cha Mục Trần nhưng cũng không rõ vì sao hắn lại mạnh mẽ như thế thế nhưng với cục diện rối loạn hiện tại, thực lực mục trần tăng cao đột biến có thể kháng cự với liễu kinh sơn chính là tin mừng vô song, là chiếc phao cứu hộ để vãn hồi tử cục vốn không cách nào gỡ gạc. kế tiếp bọn họ chỉ có thể đứng nhìn xem mục trần có đủ khả năng xoay chuyển thế bất lợi này hay không. hai bóng người trên không trung va chạm càng lúc càng kịch liệt, cả hai tuy chưa chân chính trổ hết tài nghệ nhưng khí thế đã ảnh hưởng cực lớn đến thành thị bên dưới. ầm, um. lại tiếp tục ngạnh đấu một lần nữa, âm thanh vang vang chói tai. Mục Trần và Liễu Kinh Sơn đều tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn. Vụt, thân hình hai người như cùng lúc chuyển động, nhanh như tia chớp xẹt qua xẹt lại trên cao, nháy mắt lại mạnh mẽ va chạm ở một chỗ nào đó. Liễu Kinh Sơn khó chịu vô cùng, Mục Trần đột nhiên có sức mạnh bạo tăng khiến lão không en dám khinh thường, một quyền đánh ra là cuồn cuộn linh lực như đá lở tuyết tan gầm rú oanh kích. Thế nhưng đối diện với công kích cường đại của Liễu Kinh Sơn, Mục Trần không hề biết né tránh, đôi mắt luôn bao phủ trong hắc viêm quỷ dị nắm tay bao bọc bởi luồng linh lực đen tối hắc ám như từ địa ngục ngoi lên trong đó cũng ẩn chứa hắc viêm nóng rực thiêu đốt không ngừng bang quyền phong đối chiến âm thanh vang vọng khí lãng dập dờn chiến đấu của hai người đã khiến không ít những kiến trúc to lớn trong thành thị bị ảnh hưởng mà sụp đổ hoặc nứt vỡ thậm chí có nhiều nơi bị chấn nát thành bụi trên không trung hai người lui ra một khoảng xa liễu kinh sơn nhìn mục trần với ánh mắt nghiêm trọng hơn nhiều những lần va chạm vừa rồi lão đã cảm nhận được sự kỳ dị quỷ bí của loại linh lực hắc ám trong người mục trần nó sinh ra hắc viêm quái lạ mỗi khi linh lực của lão chạm đến hắc viêm đó thì nhanh chóng bị nó mạnh mẽ thiêu đốt không ít linh lực của tiểu tử này quả là quái gở dốc toàn lực thôi liễu kinh sơn hậm hực lẩm bẩm bất chợt lão cong lưỡi hét lên như sấm sau lưng linh khí thiên địa ào ạt đổ tới hùng hồn mạnh mẽ đến mức cường giả thần phách cảnh cũng phải hoảng hồn cường giả dung thiên cảnh thật sự quá ư bá đạo Liễu Kinh Sơn bước tới vài bước, không chung như run lên nhẹ nhẹ, hai tay nắm chặt, hét lên, hai đấm đồng loạt đánh tới. Kinh Sơn quyền, rào, quyền bay như gió, mỗi lần quyền phong gào thét là một viên linh lực vàng sẫm tung ra, chỉ ngắn ngủi hai giây đã có vô số viên cầu linh lực tràn ngập không chung, phô thiên cái địa bao phủ hướng tới mục trần. Những viên cầu linh lực ẩn chứa quyền phong sắc bén của Liễu Kinh Sơn, đều có sức mạnh đủ để trọng thương cường giả thần phách cảnh, vô số hội tụ lại như thế, cực kỳ khủng bố những công kích sắc bén lúc nhúc có cả trăm bao phủ lấy mình mục trần khóe mắt sáng lên cong chân bắn ra ngoài vù vù vô số viên cầu linh lực gào thét thân hình mục trần lại đột ngột trở nên mơ hồ hóa thành rất nhiều tàn ảnh tốc độ quỷ mị xuyên qua lưới công kích tốc độ nhanh gớm liễu kinh sơn cũng phải thốt lên kinh ngạc trước tốc độ của mục trần hẳn là rất bất ngờ trước linh quyết thân pháp của hắn mục trần xuyên qua đám linh lực vàng sẫm đó song chỉ lập tức vươn ra đôi mắt lạnh lẽo sát khí kim quang bạo phát tiếp một chiêu của ta nào, mục trần quát lên, song chỉ phá không đâm tới, một đường cong vàng chóe mạnh mẽ bá đạo xé rách bầu trời từ ngón tay xuyên ra ngoài, công kích khóa chặt mọi hướng của liễu kinh sơn. Với thực lực hiện tại, mục trần sử dụng linh hoàng chỉ đã thừa sức dùng một ngón tay phá nát đỉnh núi. Liễu kinh sơn gầm gừ nhìn ngón tay vàng chóe mà bá đạo cương mãnh, gương mặt cứng lại, cánh tay giơ lên, với một tư thế cực kỳ nặng nề tung một quyền. Doạt doạt, một quyền nặng nề chậm rãi của liễu kinh sơn tung ra, không khí chấn động, mơ hồ hình thành một tòa núi cao chừng trăm trượng. Bình, đầu quyền nặng nề nên vào tòa núi, khiến nó rung chuyển, hóa thành một luồng sáng vàng sẫm gào thét sông tới va chạm với kim quang. Huỳnh, hai luồng kình lực hòa tan vào nhau, tạo thành gió lốc cương mãnh xoáy ra xung quanh. Có bản lĩnh, để xem ngươi đỡ được bao nhiêu quyền. Liễu Kinh Sơn chấn hai tay áo tan nát, cánh tay gầy đét đang nhanh chóng phình to, gân xanh nổi cồm cộm, cổ, sức mạnh vô song tản mắt ra. Sơn Thần Quyết, Hám Sơn Thần Quyền, Liễu Kinh Sơn quát lên văng vẳng, hai đấm bạo phát, thêm một tòa núi trăm trượng thành hình, linh lực hùng hồn và quyền phong nặng nề áp tới Mục Trần. Đến bao nhiêu tiếp bấy nhiêu, Mục Trần cũng không hề lui sau nửa bước, song chỉ vươn tới, kim quang rực rỡ lượn lờ tuôn ra, song chỉ như tuyệt thế thần thương cương mãnh bá đạo. Xoẹt! Song chỉ đột ngột đâm tới, không khí cũng bị xé rách, hình thành những đường cong kỳ lạ uốn éo, những quang ảnh song chỉ to cả trăm trượng bắn ra, bên ngoài song chỉ còn có hắc viêm lưu động. Người người trong thành chăm chú ngẩng đầu nhìn, đến quên cả mỏi cổm hai mắt rung động qua sát những công kích bá đạo, mà hoa lệ nọ. Giao chiến trình độ này quá dữ dội, công kích cường hãn phô thiên cái địa đánh vào nhau, kim quang và tòa núi cùng vỡ vụn, hình thành khí lãng và một lực nổ cuồng bạo. Lốc xoáy do linh lực va chạm cấp tốc hình thành, thổi quét lung tung trong thành, mặt đất nứt nẻ lan rộng, một vài nhà cửa sụp đổ, tất cả mọi người đều hoàng hồn chật vật né tránh xung kích văng ra, không để nó tùy tiện trùng kích chúng vào người. Mục Phong ngây ngốc nhìn trời, nơi đó sáng rực đến nỗi mặt trời cũng không thể tranh uy. Nhìn thấy khí lãng cuồng ngạo như thế, năm vị thành chủ càng kinh hãi hơn trước thực lực của Liễu Kinh Sơn. Lúc nãy giao chiến, lão già kia chẳng hề động tới một cọng lông của thực lực chân chính. Dung Thiên Cảnh, Mục Phong nắm chặt tay, kẹt trình độ thần phách cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhiều năm vẫn chưa thể đột phá, lần này giao chiến liễu kinh sơn và quan khán trận tranh hùng kinh thiên này lão cũng nhận được không ít chỗ tốt thực lực như mơ hồ chạm vào một tấm màn cảm giác này đối với cường giả lão luyện từng trải như mục phong hẳn là hiểu rõ nếu có thể bình an vượt qua đại chiến lần này bản thân cần phải bế quan tiềm tu một thời gian để có thể chân chính bước vào cảnh giới đáng mơ ước kia trên cao hai người một già một trẻ tách ra xuất hiện trong tầm mắt lông tóc cả hai chẳng mảy may đứt lấy một sợi thế nhưng chẳng ai cho rằng họ đang đùa giỡn vì độ cường hãn của linh lực này cho thấy chiến đấu đã đến hồi ác liệt gay cấn. Hai tay liễu kinh sơn, gân xanh như thanh xà bò lổn ngổn, cặp mắt như đao bén nhìn mục trần bên kia, cực kỳ u ám hậm hực. Không thể ngờ nổi công kích cường hãn của lão không thể đánh bại được mục trần. Sức mạnh của hắn đã vượt qua dự kiến ban đầu của lão, bất quá, còn chưa đủ, liễu kinh sơn hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi khép lại kết ấn, gương mặt trang trọng, những tiếng nói trầm trầm mang uy áp nặng nề đang lặng yên tràn ra. Mục Trần lão phu khổ tu nhiều năm mới có thể luyện thần quyết này đến cảnh giới đại thành. Hôm nay ta mượn người tế chiêu, Liễu Kinh Sơn hai mắt lạnh lẽo, sau lưng hào quang vàng sẫm lại xuất hiện, điên cuồng chuyển động, hình thành một tòa núi càng nghìn trượng. Tòa núi có vách đá lổn ngổn như thật, vừa xuất hiện, không khí như bị chấn áp đẩy ra khỏi không gian của nó, đất đai bên dưới cũng lún xuống một khoảng. Mục Trần nghiêm trọng chờ đợi biến cố. Liễu Kinh Sơn biến đổi ấn pháp, tung trưởng, tòa núi nghìn trượng phóng vút lên như một cái bóng khổng lồ che phủ mục trần. Sơn thần quyết, sơn nhạc trấn đại địa. Chương 105, linh trận cấp 3. Tòa núi hùng vĩ phóng lên cao, đột ngột như núi lớn từ dưới đất mọc lên, xuyên phá không gian, sức nặng kinh khủng khiến cho nền đất sụp đổ dao động, bao vây lấy mục trần, hung hăng áp đỉnh. Theo tòa núi cấp tốc đổ xuống, không khí của mảnh thiên địa này truyền ra tiếng nổ trầm thấp, ma sát không khí tạo thành khí lãng hình vòng cung bọc lấy phần đầu đang giáng xuống của tòa núi, cháy lên hừng hực. Mục Phong kinh hoàng quan sát công kích dữ dội kia mà ra đầu tê dại. Quả núi đó nếu đánh xuống tòa thành này, e rằng phân nửa thành thị phải bị phá nát. Lực phá hoại của cường giả dung thiên cảnh quả nhiên siêu việt hơn hẳn thần phách cảnh. Không biết Mục Trần có thể đỡ được công kích này chăng? Ai đó trong mấy vị thành chủ lên tiếng, nhìn hắn đứng dưới quả núi thật không khác gì một con kiến dưới chân con người. Ngay lúc đó, Mục Trần phun ra một hơi, hắc viêm trong đôi mắt khiến hắn thêm nghiêm túc hai tay đột ngột biến ảo cấp kỳ tạo thành vô số những ấn pháp kỳ lạ. Ấn pháp biến ảo, linh lực hắc ám trong tay ngưng tụ ra hai hắc ấn chỉ trong tích tắc. Hắc ấn đó dĩ nhiên chính là Sâm La Tử ấn hắn tu luyện lâu nay, chẳng qua hiện tại với thực lực dung thiên cảnh, uy lực của hai đạo hắc ấn này chắc chắn vượt xa trước kia. Mục Trần ngưng tụ ra hai đạo Sâm La Tử ấn vẫn không ngừng lại. Trong lòng bàn tay, linh lực hắc ám vẫn tiếp tục chạy ra chạy vào, mơ hồ hình thành một hắc ấn nữa. Sâm La Tử ấn, ấn thứ ba mục trần nhìn chằm chằm vào dao động linh lực vô cùng khủng khiếp từ đạo hắc ấn thứ ba hai mắt lóe sáng ấn pháp lại biến đổi một cái lỗ đen ngòm trong lòng bàn tay không ngừng bồng bềnh hiện ra ầm 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 lỗ đen dao động dường như có linh khí va chạm với nhau trong đó tạo thành những âm thanh bạo liệt năng nề nó co rũi uốn éo dường như lại có thêm một hắc ấn nữa sắp hình thành không ngờ mục trần dự định ngưng tụ ra bốn đạo sâm la tự ấn từ khi có được sâm la tự ấn mục trần vẫn chuyên tâm tu luyện nhưng sống chết cỡ nào cũng vô phương hình thành hắc ấn thứ ba. Thế nhưng lúc này có sức mạnh mượn tạm của cửu u tước, cuối cùng hắn có thể làm được. Hắn cảm nhận rõ ràng lực phản chấn tạo thành áp bức, trong cơ thể ngay khi hình thành xâm la tự ấn thứ tư sẽ khủng bố ra sao. Nhưng còn may linh lực của cửu u tước lại bá đạo tuyệt luân, có thêm hắc viêm với tác dụng thần kỳ thiêu đốt linh lực, có lẽ hắn sẽ không bị lực phản chấn kia chấn đứt kinh mạch. Bốn hắc ấn to nhỏ lơ lửng quanh người mục trần, hắc ám khoách tán ra, bao phủ hắn trong một khối cầu hơn 10 mét. Trong cái phạm vi đó, không khí kịch liệt vạn vẹo, từ xa nhìn vào như một cái động tối đen to lớn, thần bí khó lường. Bốn hắc ấn, mục trần hít sâu một hơi, ánh mắt dần sắc bén, vung tay lên, chuyển hóa thành quyền, hung hãn đối chọi với quả núi khổng lồ đang áp xuống. Ính Ính Ính, một quyền công kích, không khí như bị phá vỡ từng tầng một, truyền ra những âm thanh kinh dị. Bốn đạo hắc ấn rung lên, liền đó là bay ra trong không khí thét gào bốn hắc ấn lần lượt phóng ra, như bốn cái lỗ đen nho nhỏ xẹt qua bầu trời. Tốc độ của chúng cực nhanh, chỉ chớp mắt liền xuất hiện ngay chân quả núi, không dừng lại một giây nào công kích ngay lập tức. Uỳnh, linh lực dữ dội cùng với khí lãng kinh hoàng, thoát cái bắn ra cả trục trượng theo phương ngang. Rốt, hắc ấn thứ nhất nhanh chóng bị phá hủy dưới lực trùng kích điên cuồng hung mãnh, không chịu nổi một kích, Liễu Kinh Sơn vừa nhìn thấy, ánh mắt liền tỏ ra nhạo báng. Bình, thế nhưng ngay lúc đó, hắc ấn thứ hai ẩn chứa linh lực còn bá đạo hơn va và chạm vào hắc ám tràn ra quả núi khổng lồ kịch liệt dung chuyển tốc độ áp đỉnh của nó liền khựng lại một chút sắc mặt liễu kinh sơn liền chuyển sang nghiêm trọng bùm sâm la tự ấn đạo thứ ba ngay khoảnh khắc đó liền theo sát công kích hoa văn đen ngòm tràn ngập chân núi luồng năng lượng cực đoan cường hãn tuôn ra mạnh mẽ chấn áp không cho quả núi rơi xuống lần thứ hai tòa núi không thể tiếp tục áp đỉnh thì sâm la tự ấn đạo thứ tư đã lặng yên như tia điện xẹt tới lặng lẽ bộc phát ra sức phá hoại khủng bố nhất. Duỳnh hắc ám lan tràn như mặt trời đen bao phủ lấy chân núi. Trong hắc ám quỷ dị đó, ánh sáng mặt trời cũng bị nó nuốt mất tan rã. Thiên địa biến sắc, trong chốc lát liền tối đi một chút. Crack một âm thanh cực lớn vang vọng, vô số cặp mắt kinh hãi nhìn lên quả núi trên không trung. Từ vị trí tiếp xúc với bốn đạo hắc ấn, một con đường đen ngòm như xuyên qua đất đá hướng thẳng lên trời, mạnh mẽ xuyên qua núi lớn, phá đỉnh mà ra một cảnh tượng không bút mực nào tả nổi. Không thể nào, Liễu Kinh Sơn run lên bần bật, cặp mắt khó tin trào ra, lực lượng được thúc dục đến trình độ này vẫn bị tên nhóc Mục Trần mạnh mẽ cản lại. Phu, thành thị bên dưới, mấy người chỗ Mục Phong nhìn thấy tòa núi bị phá hủy cũng thở ra một hơi. Con đường màu đen kia bành trứng ra, lan đến khắp nơi trên quả núi khổng lồ nọ. Một tiếng uỳnh, dữ dội nữa, quả núi tan nát, vỡ vụn thành những đốm sáng đầy trời tiên tán hoàn toàn công kích toàn lực của Liễu Kinh Sơn đã bị Mục Trần phá giải một cách hoàn mỹ. Tên khốn nạn, Liễu Kình Thiên đã bò dậy được, đang ở một chỗ với bọn Liễu Tông nhìn thấy cảnh đó cũng lạnh gáy, đôi mắt cũng không thể nào tin nổi, cũng khó dần được kinh hoàng. Cả đám chẳng ai ngờ được, một tên thiếu niên chẳng mấy đang chú ý vài tháng trước, thế nhưng hôm nay lại có sức mạnh đáng sợ, ngay cả cường giả bước vào dung thiên cảnh như Liễu Kinh Sơn cũng khó có thể đánh bại. Trên không trung, hắc ám trên ngón tay Mục Trần cũng dần tan đi hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Kinh Sơn đang phóng sát khí dày đặc bám lên người mình. Hai người đối diện nhau, nhưng không ai vội vã tấn công nữa, dĩ nhiên đều biết rõ đối phương lợi hại. Có thể bức lão phu đến mức này, ngươi thật lợi hại. Liễu Kinh Sơn chăm chú nhìn Mục Trần, phun ra một câu như nhổ ra ức chế đè nén trong lòng. Thế nhưng dù miệng tán thưởng Mục Trần, hai mắt lão vẫn lạnh lùng, nói, tuy ta không biết sức mạnh của ngươi do đâu mà có, nhưng dễ dàng biết rõ nó không phải của chính ngươi, thành ra không thể nào duy trì lâu được hơn nữa với cái tố chất cơ thể linh luân, cảnh hậu kỳ vẫn chưa đủ sức nhận lấy sức mạnh kia, đừng tưởng có thể qua mặt lão phu, ta còn chưa có mù như vậy. Mục Trần nheo mắt. Liễu Kinh Sơn không hổ cường giả dung thiên cảnh, nhãn lực không tầm thường chút nào. Hắn đang sử dụng càng lúc càng nhiều sức mạnh của cửu u tước cho mượn, thân thể càng xuất hiện nhiều dấu hiệu quá tải. Dưới lớp quần áo, làn da đã bắt đầu dỉ máu, chạy dọc trong cơ thể, một số ít đọng lại thành giọt nhỏ xuống theo đầu ngón tay lão quỷ kia nói đúng đó, ngươi không còn duy trì lâu được đâu. Nếu còn không y ghét được hắn, ta nói ngươi nên ôm cha ngươi bỏ chạy là hơn. Cửu U thức lạnh lẽo truyền ra một ý niệm vào đầu Mục Trần. Mục Trần hé miệng nhấp môi, khẽ gật. Đầu ta biết rồi, Liễu Kinh Sơn nhìn Mục Trần đang im lặng không nói, lão cũng cất tiếng cười nhạt, hẳn nhiên đã nhìn ra chỗ tối kỵ của tên nhóc đó, bao giờ ta chỉ cần rằng co với ngươi một chút, sức lực của ngươi càng lúc càng yếu đi, thế thì cuối cùng muốn giết ngươi cũng chẳng khó hơn vặt lông gà. Mục Phong, Đường Sơn và mấy vực chủ bên dưới cũng nghe thấy. Họ cũng không rõ vì sao Mục Trần đột ngột mạnh lên, nhưng lực lượng không thuộc về mình, thì khó mà chiến lâu với Liễu Kinh Sơn chân chính là cường giả dung thiên cảnh. Liễu Kinh Thiên nghe được lại khắp khởi mừng thầm, ánh mắt ác độc nhìn về Mục Trần. Tiểu tử đó quá mức bí ẩn, phải diệt trừ thật sớm, nếu không ngày sau sẽ khiến người ta khó mà sống yên ổn. Trên bầu trời, Mục Trần nhìn Liễu Kinh Sơn sắc mặt hờ hững buông lời châm chọc mình, hắn chỉ cười, nói, quả nhiên, gừng càng già càng cay. Vậy bây giờ định làm gì đây? Liễu Kinh Sơn ngạo nghễ cười lớn. Lão đã rõ nhược điểm của hắn, dù cho hắn hiện tại cũng có thực lực dung thiên cảnh, nhưng vẫn chưa đủ bản lĩnh đánh chết lão, vậy thì chỉ cần kéo dài thời gian, sức mạnh kia tan mất, hắn sẽ chết không phải nghi ngờ gì cả. Trước khi lực lượng của ta tan đi, chắc chắn sẽ giết được ngươi. Mục Trần cười nói, thú vị nha. Liễu Kinh Sơn nheo mắt cười gần, cặp mắt tàn khốc nói ta nghĩ dù ngươi có mượn thêm được chút lực nữa, cũng không đủ năng lực giết ta đâu. Mục Trần chợt cười bí hiểm, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo lăng lệ, thình lình nhắm lại, lắc người như tia chớp lui sau, mười ngón tay lắc động không ngừng. Vô số ánh mắt bên dưới theo sát chuyển động của hắn mà hoảng sợ không thôi, vì họ nhìn thấy rất nhiều linh ấn lần lượt xuất hiện trên tay hắn, với một tốc độ kinh hoàng, lơ lửng bay vòng vòng qua người. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 giây, xung quanh mục trần đã răng khắp nơi nơi là linh ấn, số lượng có thể đếm được khoảng chừng 100, trong thành thị cũng có vài linh trận sư, khi mà họ nhìn thấy xung quanh Mục Trần đang bay ngoằn ngoèo gần 100 linh ấn, bất giác cả đám không ai không há to cái mồm, trợn trắng hai con mắt. 100 linh ấn, đó là chuyện mà chỉ có những linh trận sư cấp 3 rất ưu tú mới có khả năng thi triển được, không lẽ Mục Trần đang chuẩn bị bố trí một linh trận cấp 3 sao? Chương 106, yêu liên đổ trận. 100 linh ấn, khi xung quanh Mục Trần xuất hiện 100 linh ấn lượn lờ, ngay cả Liễu Kinh Sơn cũng tái mặt, sợ hãi tràn ngập trong con ngươi. Lão tuy không phải linh trận sư, nhưng kiến thức bất phàm, dĩ nhiên hiểu được một cái linh trận mà cần đến 100 linh ấn để bố trí, thì lợi hại đến mức nào. Thậm chí trong Tam Cực linh trận cũng là thứ vô cùng lợi hại, linh trận cấp bậc này nếu bố trí thành công, uy lực có thể nói chân chính đó là kinh thiên động địa. Tam Cực linh trận, Liễu Kinh Sơn nghiến răng phun ra mấy chữ. Trong mắt lão sát khí đã nồng đậm, uy hiếp chí mạng đã áp tới dù không biết mục trần có thể bố trí thành công tam cực linh trận hay không nhưng cảm giác tử vong không hề giả tuyệt đối không cho phép hắn bố trí thành công linh trận kia liễu kinh sơn sát khí bạo tăng linh trận cấp bậc như thế uy lực rất mạnh nhưng linh trận sư lại có khuyết điểm rất lớn chính là thời gian bố trí linh trận không ngắn lại phải tập trung rất nhiều không để người khác quấy nhiễu nhưng hiện tại mục trần cả gan ngang nhiên bố trí linh trận ngay trong khi đang chiến đấu quả là một tên nghe con không sợ cọp ngu xuẩn hoặc cũng có thể là một tên bạc cùng chuyên đánh những ván được ăn cả ngã về không. Thật chán sống, Liễu Kinh Sơn sắc mặt lạnh lẽo u ám, không còn do dự nữa, lắc người hóa thành một luồng hồng quang phóng tới Mục Trần, hai đấm tung ra, linh lực hùng hồn thổi tới dữ dội, lại huyễn hóa ra sơn nhạc hung hăng áp đỉnh. Thế nhưng đối diện công kích của Liễu Kinh Sơn, đôi mắt Mục Trần vẫn nhắm chặt không đổi, trên đôi chân tràn ngập linh lực hắc ám, bóng dáng hóa thành mơ hồ, tạo ra vô số tàn ảnh, lấy tốc độ quỷ mị lui về chân trời tránh đông tránh tây. Dầm rầm sơn nhạc hình thành từ quyền phong liên tiếp gào thét đánh tới mang theo khí thế và linh lực sắc bén nặng nề thế nhưng không hề chạm được tới mục trần tốc độ nhanh đấy liễu kinh sơn cả kinh nhìn tốc độ quỷ mị của hắn cắn răng căm tức mục trần rõ ràng muốn kéo dài thời gian để bố trí linh trận nên toàn bộ tinh thần đều dành để né tránh công kích bất quá lão càng không thể cho mục trần toại nguyện dù ngư quyết liễu kinh sơn lắc động thân hình cơ thể dường như trở nên mềm mại hơn view một tiếng cắt ngang chân trời, lấy một tốc độ cực kỳ đáng sợ áp sát mục trần. Thân hình của lão xuyên qua bầu trời khá quái dị, như một con cá lắc lư thân thể trong biển lớn. Tốc độ này cực nhanh, lão cũng đang thi triển một linh quyết thân pháp để đuổi theo mục trần. Nhanh chóng tiếp cận mục trần, đôi mắt hiện rõ vẻ tàn khốc, bàn tay vươn ra, chảo phong mang theo linh lực cuồng bạo chộp vào cổ hắn. Chảo phong tới đâu, không khí rách toạc tới đó. Nhưng ngay khi chảo của liễu kinh sơn sắp chạm vào mục trần, dường như hắn có thể nhận biết được, thân hình dung lên tạo ra vài cái tàn ảnh, chào chỉ có thể xuyên qua tàn ảnh mà thôi. Đáng chết, Liễu Kinh Sơn biến sắc, Mục Trần không chỉ có thân pháp kỳ lạ, hơn nữa hắn dường như có thể dự đoán được công kích, trong nháy mắt thay đổi quỹ đạo di chuyển khiến cho công kích của lão thất bại. Ta không tin ngươi trốn mãi được. Liễu Kinh Sơn nghiến răng giận dữ, thế công càng thêm hung mãnh, chào sắc bén xé rách trời cao, phô thiên cái địa ụp xuống Mục Trần. Thế nhưng thân ảnh Mục Trần càng trở nên quỷ mị, hai mắt vẫn nhắm chặt không mở ra cơ thể phiêu đẳng như lá cây trong mưa xa bão táp cứ mặc cuồng phong gào thét vẫn không hề bị xé rách mục trần không ngừng né tránh mọi người đã nhìn thấy một trăm linh ấn quanh người hắn đang lần lượt dung hòa vào không khí dao động linh lực kinh người đang dần toát ra linh khí trong thiên địa đang cấp tốc hội tụ vào chỗ đó mục phong lo lắng quan sát chặt chẽ từng biến chuyển chiến đấu trên cao tử cục hôm nay có thể phá giải hay không có lẽ phải xem mục trần có thành công bố trí linh trận kia hay không một truy một tránh trên không trung vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ, tốc độ cao đến mức kẻ khác nhìn mà nín thở, nhưng mọi người đều cảm thấy rõ thời gian càng trôi qua, Liễu Kinh Sơn đã không thể điểm tĩnh thêm nữa. Lão chắc chắn cũng thấy rõ cứ tiếp tục công kích vô ích như thế này, căn bản không thể tạo thành quấy nhiễu với Mục Trần, hắn dường như tách biệt với thế giới bên ngoài, mà vẫn có thể tránh đông né tây mọi công kích sắc bén của lão. Những chuyện đó khiến người ta quan sát mà sợ hãi. Thiếu niên kia không biết làm cách nào có thể thực hiện được những điều không thể như thế. Thình linh Liễu Kinh Sơn trên không trung dừng lại, gương mặt nhăn nhó méo mó, sát khí trong mắt toát ra như thực chất. Điên cuồng nhìn vào bóng người quỷ mị của Mục Trần, sau lưng hắn dần dần trở thành một màu hắc ám, không khí vặn vẹo, mơ hồ có một trận đồ khổng lồ đang thành hình. Lão thực sự đã không thể quấy nhiễu Mục Trần hoàn thành linh trận. "Lão phu hôm nay thật cũng muốn xem ngươi có bản lĩnh tới cỡ nào." Liễu Kinh Sơn gầm nhẹ mà hung dữ, rồi đột nhiên thét vang, thân hình bắn lui. Trong quá trình lui đó, linh lực cực kỳ hùng hồn như thủy triều cuồn cuộn tuôn ra từ trong người. Một luồng dao động vô cùng kỳ lạ từ cơ thể lão toát ra. Lập tức việc đó thu hút chú ý của mọi người, bọn họ la lên khiếp sợ khi nhìn thấy cơ thể Liễu Kinh Sơn, rõ ràng đang nhanh chóng to lên, hắc ám tràn ngập bên ngoài cơ thể lão. Giọt giọt, quần áo tan nát, cơ thể nhanh chóng trương to, chỉ hơn 10 giây đã hoàn toàn không còn ra hình người, mà hóa thành một cự thú cực kỳ khổng lồ. Một con hắc cự khuyển hai đầu, răng nanh dữ tợn đầy miệng nước dãy đặc quánh một màu trắng sữa nhiều nhão không khí quanh đó cũng dao động một chút một cái đầu khuyển đen thui thở ra phụt lên một ngọn lửa dữ tợn trong miệng của cái đầu kia lại có hắc phong bạo thành hình khí thế hung ác ngập trời liễu kinh sơn không ngờ lại hóa thành linh thú mà hắn luyện hóa tinh phách song đầu ma khuyển cả đám người không ai không biến sắc kể cả mục phong và những vị thành chủ dĩ nhiên họ đều có thể thấy rõ song đầu ma khuyển mà liễu kinh sơn biến ra không hề hư ảo mà chân chính có được khí tức và sức mạnh của song đầu ma khuyển. Cường giả Dung Thiên Cảnh đã có thể luyện hóa tinh phách đến mức độ này sao? Mục Phong chấn động trong lòng. Hắn tuy có thể luyện hóa tinh phách linh thú, nhưng với năng lực thần phách cảnh chỉ có thể dùng linh lực để huyễn hóa ra linh thú, chứ không thể hóa hình thực chất như Liễu Kinh Sơn. Hiện tại Liễu Kinh Sơn không chỉ có thực lực bản thân, lại còn có cả năng lực chân chính và sức mạnh của song đầu ma khuyển, chiến lực đã vô cùng khủng bố. Hao! Song đầu ma khuyển hú lên, bốn con mắt đỏ ngầu hung ác. Mặc dù hóa thành hình thái linh thú, nhưng Liễu Kinh Sơn vẫn hoàn toàn có lý trí trọn vẹn, không hề bị điều khiển chút nào. Một sinh vật có được sự cường hãn của linh thú kết hợp với trí tuệ nhân loại, thật sự là thứ cường hãn đáng sợ nhất. Phừng, song đầu ma khuyển há to mõm chó, một con hỏa long, một cái hắc phong bạo cùng lúc phun ra. Hai đòn công, kích này còn cuồng bạo mạnh mẽ hơn cả khi trước lão còn ở trong hình thái con người. Mục Trần tạo ra vô số tàn ảnh né tránh, bất quá lần công kích này chỉ có thể tránh được những chỗ yếu hại, quần áo trên người hắn bị xé nát hơn phân nửa, lộ ra cơ thể chẳng chịt máu tươi. Hao, hao, hao. Song đầu ma khuyển điên cuồng gầm rú, linh khí thiên địa cũng trở nên cuồng bạo, trên bầu trời lần lượt hình thành một đám hỏa long, một cơn hắc phong bạo khổng lồ càn quét, phô thiên cái địa bao trùm một khoảng lớn trên không trung, vây kín mọi đường lui của Mục Trần. Mục Phong hoảng hốt lo sợ, bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ầm 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 hỏa long đầy trời hắc phong gò thét như một bầy mãnh thú hung hãn đang bao vây trực chờ xé sắc mục trần trong thành thị mọi người đều nín thở chẳng ai dám thở mạnh ra tiếng hỏa long nóng cháy đốt sạch những mảnh vỡ quần áo lất phất trong không khí thành cho tàn hắc phong cuồng bạo thổi tới càng lúc càng gần mục trần nhưng chính ngay lúc đó đôi mắt của mục trần thình lình mở ra trong đôi mắt hắc viêm vẫn thiêu đốt kỳ lạ trên cơ thể mục trần vài vết thương bục ra máu tươi đổ xuống hắn cũng không mấy để ý, đôi tay máu me thong thả kết ấn, âm thanh trầm đục nhẹ nhàng cất lên. Yêu liên đổ trận, khởi động. Đùng. Một tiếng nổ vang lên từ không gian sau lưng hắn, hắc ám lan tràn uốn éo, hóa thành một trận đồ cự kỳ hắc ám. Trận độ lóe lên vài cái, mơ hồ hình thành một đóa hắc liên hoa, mềm mại nở bung. Đóa sen hạ xuống, lơ lửng trước mặt mục trần. Sau đó tùy ý hỏa long và hắc phong đầy trời mang theo năng lượng cuồng bạo đánh tới. Bùm bùm bùm, khói lửa đầy trời, mọi thứ đều nổ lên. Nhưng khi hỏa long và hắc phong tan đi, đôi mắt của mọi càng thêm kinh sợ, vì đóa sen kia che chở mục trần chẳng hề tổn hại chút nào. Kế tiếp, mục trần tay run run xóa đi những vết máu trên mặt, chỉ một hành động nhỏ bình thường đó cũng khiến hắn cảm thấy đau nhức dữ dội, thân thể đã chịu đựng năng lượng cửu u tước đến mức cực hạn. Bất quá, hiện tại còn chưa phải lúc nghỉ ngơi. Đôi mắt hừng hực khắc viêm, mục trần lặng lặng nhìn phương trời xa xa, Xong đầu ma khuyển khí thế độc ác đang sừng sững đứng đó, ngón tay đầy máu của hắn điểm vào không trung, giọng nói thì thào cất lên. Nên làm thịt chó A, à. hắc yêu liên quỷ dị khổng lồ mang theo một dao động tử vong gào thét bắn đi. Chương 107, Chảm sát. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hắc liên chậm rãi xoay tròn, lá sen lần lượt nở ra, mảnh thiên địa bên này dường như theo đó mà u ám đi, linh khí trong thiên địa ào ạt đổ về hội tụ trong hắc liên đôi mắt thú đỏ ngầu hung tợn của liễu kinh sơn kia cũng trở nên bất an dị thường hẳn nhiên đã cảm thấy một khí thức tử vong tỏa ra uy hiếp từ đóa hắc yêu liên này thời điểm này chỉ còn có thể dốc toàn lực chống cự lão tin chắc đây là thủ đoạn cuối cùng của mục trần chỉ cần có thể chống đỡ nổi vậy thì sau đó mục trần chỉ có thể mặc sức để cho lão giày vò hao tiếng hú tràn ngập sát khí vang lên cuồn cuộn mênh mông khí lực hung ác trong người trào ra, hai cái đầu chó cũng há to dữ tợn. Hồng Hòa và hắc phong hội tụ trong hai cái miệng rộng, không khí quanh người đều trở nên vặn vẹo méo mó. Mọi người bên dưới đều đang rất lo lắng nhìn cảnh tượng kia, bọn họ có thể nhìn ra cả hai cường giả, trên cao đều đã sử ra bản lĩnh cuối cùng. Hắc long phong hỏa sát, linh lực trong cơ thể Liễu Kinh Sơn đều được vắt cạn để vận chuyển ra ngoài, trong hai cái miệng rộng, hồng Hòa và hắc phong lại to lên mấy trăm trượng. Ầm, không trung run rẩy hai đạo hỏa long và hắc phong long từ trong hai cái miệng kia gào thét phóng ra hai cự long phóng lên cao uốn lượn xoắn vào nhau song long hội tụ hỏa theo thế gió linh lực kinh khủng khiến người ta sợ hãi đây chắc chắn là bản lĩnh công kích mạnh nhất của liễu kinh sơn song long mang theo linh lực biến hóa trời đất thẳng tắp phóng tới hắc yêu liên trên cao để lại phía sau hai cái đuôi dài sáng rực hắc yêu liên chậm rãi nở đến lá sen cuối cùng hắc ám tràn ngập như ăn mòn cả không trung hội tụ nơi hắc liên tim sen như có một luồng chất lỏng đen đuối nhỏ giọt rơi xuống. Hắc ám thâm thúy đột nhiên thêm cường thịnh, thình lình hắc yêu liên dung lên mãnh liệt, một luồng hắc ám hơn trăm trượng lặng lẽ bắn ra. Luồng hắc ám đó không có linh lực quá mức cuồng bạo, lại giống như một cột nước đen từ trên cao đổ xuống hai chú rồng giữ tợn rít gào, mạnh mẽ đánh lên phong hỏa song long. Bùm! Một vòng linh lực quang khổng lồ cả nghìn trượng tỏa ra, sáng rực cả thiên địa. Linh lực quang có lẽ giống thế này này GROAVKVKVK, song long rít gào, ra sức trùng kích tấn công, linh lực cuồng bạo vô cùng dốc tận lực xé toang cột nước đen. Bất quá mặc kệ song long có cường hãn ra sao, luồng hắc ám kia không hề sức mẻ, như một cây cột đen khổng lồ không thể lay động. Liễu Kinh Sơn nhìn thấy cảnh tượng đó, bất an càng nhiều. Luồng hắc ám không có thanh thế kinh người, nhưng lại khiến cho lão cảm thấy lạnh lẽo từ tận tâm can. Xa xa, Mục Trần bình tĩnh nhìn màn đối chiến bên này, ngón tay cử động nhẹ nhàng, Hắc liên giữa không bên đó đột ngột nở bung ra, hóa thành chất lỏng đen đặc sệt dung nhập vào luồng hắc ám. Hắc liên tiêu tán, luồng hắc ám nọ lại có thêm hoa văn hắc liên rực rỡ. Hắc ám bộc phát, song phong hỏa song long gào lên thê thảm, xuất hiện vô số vết nứt. Con người của Liễu Kinh Sơn co lại dữ dội. Đùng, tiếng nổ kinh thiên vang vọng, luồng hắc ám hung hãn xuyên qua phong hỏa song long. Ngay tức khắc đó, sự kinh hãi trước tử vong của Liễu Kinh Sơn đã trở nên rõ ràng vô cùng. Tử vong uy hiếp lão ngay lập tức hành động, lắc mình hóa thành một tia hắc ám phóng lui. Lão biết rõ nếu cứ để luồng hắc ám nọ chạm vào người, thì cường giả dung thiên cảnh như hắn, chết chắc không cần nghi ngờ. Hành động bỏ chạy của Liễu Kinh Sơn, khiến cho đám người đang ngây ngốc quan sát bên dưới hoảng hồn kinh sợ, đặc biệt là đám người Liễu Kình Thiên, sắc mặt đã tái mét không còn giọt máu. Muốn chạy, Mục Trần lạnh lẽo khóa chặt đôi mắt vào Liễu Kinh Sơn, hao tận hết mọi thủ đoạn mới có thể đẩy Liễu Kinh Sơn đến trước ngưỡng cửa tử vong, nếu để cho lão trốn thoát, chẳng khác nào công sức kiếm củi ba năm đều đổ sông đổ biển. khi đó lão mà hồi phục lại một chút, hắn không thể nào có thể mượn tiếp sức mạnh của cửu u tước được nữa. do vậy ngay lúc này phải tiêu diệt triệt để liễu kinh sơn. view sát khí nồng nặc, luồng hắc ám vừa xuyên qua phong hỏa song long chợt đổi hướng chuyển động, như tia chớp dẹt ngang với tốc độ ánh sáng đuổi theo liễu kinh sơn. tốc độ xét đánh chỉ chớp mắt liền xuất hiện sau lưng con chó to. khổ ông. Liễu Kinh Sơn kinh hãi gào lên, điên cuồng điều động linh lực còn lại, trong người tạo thành một màn hộ cháo linh lực cực lớn. Bùm! Hắm ám thản nhiên lao tới, đập vào hộ cháo linh lực. Choang! Hộ cháo nhìn rất chắc chắn nhưng lại không có một chút tác dụng, luồng hắc ám như lưỡi hái tử thần dễ dàng xé nát hộ cháo, sau đó đánh vào thân thể song đầu ma khuyển. A a a a a a. Giây phút đó, Liễu Kinh Sơn tuyệt vọng sợ hãi thét lên chói tai, tiếng thét dữ dội quanh quẩn trời mây. Bùm! luồng hắc ám mặc kệ lão có thét hay không, cứ mạnh mẽ vô tư xuyên thủng cơ thể Liễu Kinh Sơn, cuối cùng va vào một tòa núi lớn ở rất xa vô cùng, phá vỡ đỉnh núi, đất đai rung chuyển, tòa núi chỉ nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Những con người, những cường giả đang đứng nhìn trong cửu vực thành đều hoàn toàn câm lặng. Vì họ nhìn thấy xong đầu ma khuyển vừa bị luồng hắc ám xuyên qua người, đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, không để lại một dấu vết nào cả, thi cốt vô tồn, cứ như lão đã bị bốc hơi hoàn toàn khỏi không trung linh lực cuồng bạo gào thét trên bầu trời đột ngột biến mất vòng chiến kinh thiên động địa đã kết thúc chóng vánh vô số những cặp mắt vẫn chưa rời khỏi không gian trống rỗng mà ngay trước đó là thân hình của liễu kinh sơn một gã cường giả dung thiên cảnh cứ như thế mà biến mất liễu kình thiên liễu bộ bạch và đám người liễu vực ngơ ngác nhìn khoảng không đó choáng váng thần thờ run rẩy té phịch xuống đất cục diện bọn họ bày ra vốn muốn thực hiện hùng đồ bá nghiệp xưng bá chủ bắc linh cảnh đã hoàn toàn bị loại bỏ mà hết thảy đều do cái tên nhóc căn bản không mấy được coi trọng kia mục trần tại sao có thể như vậy liễu kình thiên run rẩy cất tiếng ánh mắt không còn một chút khí thế kiêu ngạo bá đạo khi trước nữa chỉ còn lại sợ hãi vô song hiện tại liễu vực đã chính thức đắc tội toàn bộ các thế lực trong bắc linh cảnh thế nhưng vị cường giả mà họ dựa dẫm vào đã biến mất chỗ dựa lớn nhất đã sụp đổ sau này chắc chắn liễu vực sẽ phải thê thảm trong bắc linh cảnh này ba vị vực chủ trước sau vẫn chưa ra tay hỗ trợ mục phong kia cũng hít một hơi thật sâu lặng lẽ nhìn liễu kình thiên rồi im lặng lẳng ra xa hẳn nhiên liễu vực đại thế đã mất họ chẳng thể nào ngu dại dính dáng gì đến mấy tên kia mục phong huynh không ngờ mục vực các vị lại còn ẩn giấu bản lĩnh lợi hại như thế đường sơn cũng là một trong những người khôi phục lại tinh thần đầu tiên hắn nhìn mục phong cũng không tránh khỏi sự rung động cất tiếng nói những vực chủ bên cạnh cũng đưa cặp mắt phức tạp nhìn về mục phong sự kính sợ trong mắt hiện ra rõ ràng họ đã hoàn toàn bị bản lĩnh của mục trần chấn nhiếp khó trách tên mục trần có thể trở thành người duy nhất ở bắc linh cảnh đủ tư cách tham gia linh lộ mục phong nghe đường sơn nói mà cũng chỉ có thể méo miệng cười sự tình này hoàn toàn không có trong dự tính của lão lão chẳng biết đầu cua tai nheo cái gì cả cũng chẳng thể nào giải thích được vì sao mục trần lại có sức mạnh kinh thiên động địa như thế trên bầu trời mục trần cũng đang chăm chú nhìn vào khoảng không mà liễu kinh sơn vừa biến mất chắc chắn xác định khí thức của lão hoàn toàn biến mất Hắn mới thở ra chút đi gánh nặng. Ngay tức khắc, cơ thể vừa thả lỏng, sức mạnh trong người cũng rút đi như thủy triều, sự suy yếu nghiêm trọng nhanh chóng lan ra toàn thân, đau nhức dữ dội như muốn xé tan cơ bắp. Suy yếu trùng kích vào não, thân thể lắc lư, mất đi ý thức, rơi thẳng một đường từ trên không trung rất cao xuống đất. Mục Phong nhìn thấy, giật mình vội phóng lên, đón lấy cơ thể máu me của con trai, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Mục thúc, hắn không sao chứ? Đường Thiên Nhi cũng vội vã chạy tới nhìn thấy cơ thể máu me bê bết cũng hoảng hồn vội hỏi. Còn thở, nhưng hôn mê rồi, Mục Phong kiểm tra một lúc, cũng thở ra thầm than may mắn. Bất chợt ánh mắt đan vào mấy người đường sơn, lóe lên một tia sắc bén. Thiên Nhi, chăm sóc thằng nhỏ này. Mục Phong để đường Thiên Nhi đỡ Mục Trần, cô nàng vội vã luống cuống đón lấy hắn, không quản máu me đầu người hắn mà ôm lấy thắt lưng, đôi tay nhỏ bé luyến quính giữ chặt. Thân thể cường tráng và khí phách nam nhi của hắn khiến nàng bất giác đỏ mặt đôi mắt đẹp kề sát gương mặt lăng lệ mà khôi ngô của hắn trái tim bất giác đập nhanh mấy vị vực chủ đang đứng gần đó đều mang một vẻ mặt gian ác nhìn về phía đám người của liễu vực vài chuyện cũng nên kết thúc địa vị liễu vực ở bắc linh cảnh từ nay về sau ắt phải xuống dốc không phanh vận mệnh bắc linh cảnh lại lần nữa xuất hiện biến hóa bất quá cục diện này so với bị liễu vực mạnh mẽ thâu tóm thì tốt hơn không ít và cục diện đó đều do công lao của thiếu niên đang hôn mê kia vài cặp mắt nhìn vào thân thể đang được thiếu nữ xinh đẹp dìu đỡ, âm thầm tặc lưỡi, tỏ ra một chút kính nể. Thiếu chủ mục vực đã vượt xa cha hắn, quả thực phúc khí cho mục vực. Chương 108, Yên ổn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Đại chiến cử vực thành, mục trần thổi bay liễu kinh sơn thì cốt vô tồn rồi kết thúc. Diễn biến đại chiến nhanh chóng lan truyền khắp cả Bắc Linh Cảnh với một tốc độ chóng mặt. Khắp cả Bắc Linh Cảnh nơi nơi đều không khỏi chấn động hầu như bất cứ ai nghe kể lại tin tức về trận chiến kinh thiên đó liền trợn to mắt trong lòng nổi sóng nổi gió cường giả dung thiên cảnh a bắc linh cảnh xưa nay chưa hề có ai đạt tới cấp độ đó thế nhưng hiện tại vị cường giả dung thiên cảnh đầu tiên xuất hiện còn chưa kịp tỏ uy phong được bao lâu đã bị giết chết mà đặc biệt kinh hãi khi người giết hắn chỉ là một tên thiếu niên miệng còn hôi sữa chẳng ai đủ sức tưởng tượng đến một kết quả không tưởng như thế thậm chí những người nghe kể lại cũng không ít kẻ khó tin thế nhưng đối với những người tận mắt chứng kiến thì không ai dám lên tiếng nghi ngờ mà vẫn còn rung động trước sự lợi hại vô cùng của thiếu chủ mục vực kia cái tên mục trần từ lúc này đã nổi tiếng khắp mọi ngóc ngách bắc linh cảnh theo đó danh vọng mục vực cũng được bành trướng không nhỏ hơn xa vượt hẳn liễu vực chiếm lấy danh hiệu thế lực mạnh nhất bắc linh cảnh còn liễu vực kế hoạch giã tâm của bọn họ lần này bị phá vỡ đả kích trí mạng vốn mục phong muốn nhân cơ hội này xóa tên liễu vực khỏi bắc linh cảnh nhưng cuối cùng lại không làm được một là vì liễu vực tuy mất đi liễu kinh sơn, nhưng vẫn còn lại chiến lực không kém. Hai nữa là ý kiến của các vực chủ khác không thể nhất thống. Đại hội cử vực lần này, mục vực nhờ mục trần mà danh tiếng tăng cao, các thế lực khác cũng e ngại mục vực hơn, sợ bọn họ phát triển quá thuận lợi, nếu trực tiếp liên thủ xóa sổ liễu vực, thì người có lợi nhất chính là mục vực. Liễu vực xem như may mắn được duy trì, nhưng vẫn tổn thất không ít. Một nửa địa bàn liễu vực bị cắt cho mục vực, rồi các loại bồi thường khác nhau vắt kiệt tài chính của liễu vực khiến họ gần như táng ra bại sản mà lời đồn trong miệng người ta liễu vực lại hóa thành chuột chết bên sông những cường giả gia nhập liễu vực hiện tại cũng sợ vạ lây mà rời đi khiến cho liễu vực nguyên khí đại thương lại càng thêm thảm trọng bất quá hiện tại dù bọn họ có nghiến nát răng cũng chỉ đành nuốt vào bụng mất đi liễu kinh sơn lại đắc tội nhiều thế lực như thế liễu vực đã không còn uy thế đệ nhất thế lực bắc linh cảnh nữa rồi sau này rất có thể liễu vực sẽ càng lúc càng yếu thậm chí đến một ngày nào đó sẽ hoàn toàn bị xóa sổ không chừng. Quả đáng này họ lại chẳng có biện pháp thay đổi, chỉ đành đau khổ nhận lấy. Đại chiến cử vực thành không chỉ mất đi Liễu Kinh Sơn, mà dã tâm và mưu đồ của Liễu Kinh Sơn cũng hoàn toàn bị chôn vùi theo đó. Ám ảm này đối với họ sẽ cực kỳ khó phai mờ. Trong khi cả Bắc Linh Cảnh đang chấn động không thôi vì đại hội cử vực, Mục Trần vẫn hôn mê không hay biết. Với loại trạng thái hôn mê này của hắn, ngay cả Mục Phong cũng bó tay không phép lão từng thử đưa linh lực vào cơ thể hắn để chữa trị thế nhưng đáng kinh ngạc là linh lực của lão khi tiến vào cơ thể mục trần liền biến mất sạch sẽ hay nói cách khác là lão hoàn toàn mất đi cảm ứng với linh lực của mình thử vài lần như thế lão cũng đành ngao ngán bỏ qua nhưng cũng không việc gì mục trần tuy vẫn hôn mê nhưng khí sắc dần hồi phục có lẽ thương thế trong người đang dần già tự chữa trị chẳng qua tốc độ tự hồi phục này khá chậm chạp mà thôi sự chậm chạp đó lại kéo dài đến nửa tháng mục trần mới có thể từ hôn mê tỉnh lại trong căn phòng ấm áp u tĩnh đôi mắt của mục trần run rẩy từ từ hé mở một tia sáng mặt trời nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ bắn vào mi mắt khiến hắn cảm thấy hơi nhói cơn nhói đau cũng một lúc mới tan đi thích ứng trở lại với ánh sáng mặt trời đôi mắt của hắn mới hoàn toàn mở ra đập vào mắt là một khung cảnh quen thuộc đây là phòng riêng của hắn vậy có lẽ đã về tới mục vực trí nhớ trong óc bắt đầu vận chuyển yết hầu khô khốc đầu óc dần thanh tỉnh, bàn tay đặt lên giường, định chống người ngồi dậy, bất chợt cảm giác từ bàn tay truyền đến là một mái tóc mềm mại mắt rượi. Hắn nao nao nhìn qua, bắt gặp một gương mặt xinh đẹp kiều diễm quen thuộc đang tựa đầu vào thành giường mà ngủ. Thiên Nhi tỷ, Mục Trần nhìn thấy nàng, cũng hơi kinh ngạc, làm sao nàng lại ở trong này? Cô gái dường như nghe tiếng của hắn, hơi mơ màng mở mắt ra, rồi nhìn chăm chăm vào Mục Trần. Thấy hắn tỉnh lại nhìn mình, đôi mắt nàng sáng rỡ vui mừng. Mục Trần, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi, mục trần mỉm cười cố gắng ngồi dậy đường thiên nhi giơ tay ngọc đỡ lấy giúp hắn quăng một cái gối ra sau lưng cho hắn dựa mục trần nhìn cô gái đang chăm sóc mình mái tóc mềm thướt tha mang theo hương thơm mơn trớn ra mặt nhột nhạt khiến hắn cười càng tươi làm cái gì đó đường thiên nhi nhìn nụ cười khó hiểu của hắn bất chợt sẳng giọng khó có cơ hội đường đại tiểu thư chăm sóc người khác như thế a à? mục trần cười trả lời đường thiên nhi đỏ mặt chu miệng nói ai muốn chớ cũng vì cha ta gần đây cứ hay đàm đạo công việc với mục thúc ta ở nhà một mình cũng nhàm chán nên đi theo chơi mà mục thúc lại không có thời gian chăm sóc ngươi mới bảo ta qua trông chừng thôi mục trần cười cũng không muốn đôi co với nàng hơn nữa hắn đang rất yếu ớt thương thế thực sự quá nặng ta đi lấy nước cho ngươi đường thiên nhi dịu dàng nói nhỏ lắc hông xoay người đi mục trần nhìn theo vòng eo đường thiên nhi biến mất mới chậm rãi nhắm mắt đưa tinh thần chìm vào cơ thể kinh mạch trong thời gian qua hôn mê cũng đã được chữa trị khá tốt, nhưng quang luân linh lực trong khí hải lại ảm đạm vô quang, linh lực trong đó thì rất ít và loãng, có lẽ phải tu luyện một thời gian mới có thể đẩy lại. Mục Trần chuyển hướng chú ý sang một chỗ khác trong khí hải, nơi đó là một đóa hoa Madele vẫn tươi tắn nở rộ như cũ, cửu u tước nằm đó ủ rũ như con gà rù, hắc viêm trên bộ lông vô cùng nhạt nhòa, hẳn nhiên không chỉ có Mục Trần trong thương, mà ngay cả nó cũng bị ảnh hưởng vô cùng lớn. Cửu u tước tự hồ nhận ra Mục Trần đã vào trong, nó hơi mở mắt ra, đôi mắt vẫn lạnh lùng như băng cứng liếc nhìn Mục Trần. Một ý niệm trào phúng truyền ra, ngươi đúng là mạng lớn, như thế mà cũng còn sống cho được. Mục Trần cười, cũng không mấy để ý cửu u tước cười nhạo mình, chỉ chân thành nói, lần này đa tạ ngươi. Cảm nhận vẻ chân thành của hắn, cửu u tước cảm thấy không mấy tự nhiên, ý niệm dù vẫn lạnh lùng nhưng cũng không còn quá ngăn cách, cảm tạ cái gì, ta cũng không giúp không công, nhớ rõ chuyện đã hứa với ta, nếu ngươi dám thất tín, ta sẽ cho ngươi trả giá lớn yên tâm đi, lời hứa của ta nặng nghìn cân, ta sẽ không luyện hóa người, đợi khi ngươi có thể rời khỏi, đi hay ở tùy ngươi. Mặt, khác, cái điều kiện mà ngươi nói kia ta cũng sẽ hết lòng mà làm, chẳng qua ta chưa biết nó là cái gì, nghe thấy Mục Trần đề cập đến chuyện đó, đôi mắt cửu u thức dường như sáng lên một chút, nó do dự hỏi, ngươi là sẽ đến Bắc Thương Linh Viện ư? Ừ, ngươi phải giúp ta lấy một thứ ở Bắc Thương Linh Viện. Thứ gì? Bắc Thương Linh Viện có một pho tượng thần thú thượng cổ, tên là Bắc Minh Long Côn, tinh huyết bên trong đó có huyết mạch thần thú thượng cổ, ta muốn có được nó, để làm nguyên liệu hỗ trợ thúc đẩy thức tỉnh huyết mạch thần thú thượng cổ, trong cơ thể ta, tiến hành bước cuối cùng để hoàn thành tiến hóa, trở thành thần thú. Bắc Minh Long Côn. Mục Trần nghe vậy, giật bắn người. Nó là một sinh vật đáng sợ được xếp vào hàng thần thú thiên bảng vạn thú lục A. Cửu U Tước muốn hắn đi lấy tinh huyết kia, không phải đánh giá hắn cao quá đó chứ. Yên tâm, tinh huyết Bắc Minh Long Côn tuy rất trận quý, nhưng mà lấy đi một chút máu cũng không khiến nó có hại gì. Bắc thương linh viện hẳn là có tồn chữ thứ đó, Người cứ nghĩ biện pháp đi, ta chắc có thể làm được. Cửu U Tước chuyển ý niệm đến. Mục Trần cười khổ một tiếng, nói, ta sẽ cố hết sức. Cửu U Tước gật gù. Bắc Minh Long Côn rất phiền toái, hiện tại chính bản thân nó thời kỳ mạnh nhất cũng không địch nổi, trừ phi nó tiến hóa trở thành Cửu U Minh Tước, hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch thượng cổ bất tử điểu, mới có khả năng áp chế được. Do vậy hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng ở Mục Trần. Nếu hắn ở Bắc Thương Linh Viện có biểu hiện vô cùng tốt, không chừng có cơ hội không không nhận được ấy chứ. Sắp tới ta cần phải tĩnh dưỡng nhiều, nên đừng có nghĩ đến chuyện muốn mượn sức mạnh của ta nữa, tự lo cho tốt cái mạng nhỏ của ngươi đi, cố gắng đừng chết sớm quá. Cửu U Tước nhắc nhở, Mục Trần lại bất đắc dĩ gật đầu. Thật ra, hắn cũng không dám nghĩ có thể mượn sức mạnh kia nữa, vì quả thật phải trả giá quá lớn. Nếu không phải lần này bị liễu vực ép vào đường cùng, hắn cũng không làm cái trò chó cùng rứt dậu như thế. Mục Trần sau khi nói chuyện xong với cửu u tước, tinh thần cũng rời khỏi khí hai, đôi mắt mở ra thì thấy đường thiên nhi đẩy cửa vào, trong tay cầm một siêu nước. Ta hôn mê đã bao lâu rồi? Mục Trần nhận lấy chén nước, cất tiếng hỏi. Khoảng chừng nửa tháng. Đường thiên nhi nhầm nhầm trả lời. Mục Trần phun cả ngụ nước vừa hớp vào miệng, tròn mắt. Không ngờ lại hôn mê lâu như thế. Xem ra cái việc mượn sức mạnh cửu u tước quá ư bá đạo đau khổ a. À, đúng rồi. Nửa tháng. Chẳng phải trễ hạn đi Bắc Thương Linh Viện rồi sao? Mục Trần giật mình vội hỏi. Gấp cái gì? Còn 5 ngày nữa cơ. Đường Thiên Nhi trừng mắt nhìn Mục Trần. Mục Trần nghe vậy mới thở ra. Nếu vì hôn mê mà trễ hạn đi Bắc Thương Linh Viện, thì thật là tai hại quá. Hừ, không phải ngươi muốn sớm đi Bắc Thương Linh Viện để không ai làm phiền ngươi đó chứ. Đường Thiên Nhi lạnh mặt hử giọng. Đâu có, Thiên Nhi tỷ sinh đẹp thế này. Dù ở Vạn Hoàng Linh Viện cũng tuyệt đối tuyệt sắc mỹ nhân hàng đâu. Vạn Hoàng Linh Viện chỉ có nữ tử, nhưng năm Linh Viện thường xuyên giao lưu, chẳng phải khiến cho nam tử của học viện khác mê mẩn đến thần hồn điên đảo hay sao? Đến lúc đó ta cầu xin ngươi tới làm phiền ta, có lẽ có người cũng không vui lòng đó chứ. Mục Trần cười nói. Đường Thiên Nhi cười khúc khích, hét mặt hất cầm. Ngươi nói chính xác, trong năm đại linh viện kia những trang tuấn kiệt trẻ tuổi đông. Đúc không biết bao nhiêu mà kể, đến lúc đó nếu ta coi trọng người khác thì ai mà thèm để ý ngươi chứ? Nàng giữ giữ cái nắm đấm với Mục Trần. Nói tiếp, hơn nữa ngươi đừng vội đắc ý, Ta nhất định sẽ tu luyện sinh năng ở Vạn Hoàng Linh viện, khi gặp lại sẽ cho ngươi nếm thử lợi hại của Bồn tiểu thư. Thôi ta đi gọi mấy người mục thúc qua đây, ngươi nghỉ thêm chút đi." Đường Thiên Nhi nói xong, mỉm cười ý vị mà dịu dàng nhìn Mục Trần. Thân hình nhẹ nhàng đứng dậy, mang theo tiếng cười tinh khôi mà rời khỏi phòng. Mục Trần nhìn theo bóng hình xinh đẹp của người con gái, bất giác thở sâu một hơi, đôi mắt khép lại, hai tay nắm chặt. Bắc Thương Linh viện, thật sự là đáng chờ mong a. À. Long Côn, một loài cá trong tưởng tượng, cũng không biết có phải con này hay không. Chương 109, Hồi phục. Những ngày tiếp theo, đó là thời gian toàn lực hồi phục của Mục Trần. Chỉ còn mất ngày nữa là phải đến gia nhập Bắc Thương Linh Viện, theo như lời hát tiên sinh kia, trước khi vào Bắc Thương Linh Viện còn phải trải qua một hồi khảo nghiệm, so ra với danh ngạch tranh đoạt chiến sẽ còn cao hơn, khó khăn hơn, vì đối thủ đã không phải giới hạn trong một cái Bắc Linh Viện nho nhỏ nữa, mà chân chính đều là thiên tài tứ xứ đổ tới. Thậm chí trong số đó, còn có vài tên yêu quái đã thuận lợi thông qua hành trình linh lộ. Muốn ở nơi đó phong vân chủ tài, tuyệt đối không hề đơn giản. Do vậy trước khi vào đó Mục Trần phải chuẩn bị trạng thái tốt nhất có thể. Mục Trần khôi phục cũng may mắn không gặp phải trở ngại gì lớn, ba ngày sau quang luân linh lực ảm đạm trong khí hải đã phát sáng trở lại. Và lại sự hùng hồn đầy áp linh lực thậm chí còn cao hơn trước, mạnh mẽ hơn nhiều. Đại chiến lần này với Liễu Kinh Sơn đã mang lại những lợi ích không nhỏ chút nào cho Mục Trần. Nhưng dù cho linh lực trong quang luân càng lúc càng hùng dũng, nhưng vẫn chưa hề có cảm giác đột phá. Hắn cũng không quá gấp, thần phách cảnh cũng không dễ tiến vào như thế. Dĩ nhiên, linh lực không có đột phá rõ ràng, nhưng hắn lại có thể bày ra thu hoạch ngoài dự đoán của người. Số lượng linh ấn mà hắn có thể ngưng luyện ra, dường như đã có thể hình thành đạo thứ 21, 21 linh ấn, đó là một đột phá chấn động của linh trận sư. Đó là mức hạn chế của vô số linh trận sư cấp 1, mà khi ai đó vượt qua được mức này, Hắn đã có năng lực linh trận sư cấp 2, linh trận sư cấp 2, nói cách nào đó đã có thể so sánh uy lực với cường giả thần phách cảnh, vốn mục Trần nghĩ hắn muốn bước vào cấp độ này cũng còn cần một thời gian không ngắn nữa, thế nhưng chẳng ngờ được đại chiến kia lại có thể giúp hắn vượt qua bình cảnh. Hiện tại có thêm năng lực ẩn tàng mạnh mẽ bực này, đối với khảo nghiệm trước khi bước vào Bắc Thương Linh viện kia quả thật cũng thoải mái hơn nhiều. Sau khi Mục Trần đột phá thành công trở thành linh trận sư cấp 2, số lượng linh ấn ngưng luyện được cũng tăng nhanh chóng mặt chỉ hai ngày sau hắn đã có thể luyện ra 26 linh ấn, mà tốc độ này lại có vẻ chưa dừng lại, vẫn còn đang tiếp tục tăng nhanh. Đại chiến nọ đã mang đến không ít lợi tức cho hắn, nhưng cũng có một vài phiền toái nhỏ. Phụ thân của hắn, sau đó đã gọi người lôi đầu hắn lên để bắt hắn phải giải thích rõ ràng nguồn gốc của cỗ năng lượng bộc phát kinh khủng ngày hôm đó. Mục Trần biết Mục Phong muốn ép cung cũng vì lo lắng cho con trai mà thôi, dù sao năng lượng đó quá cường đại, di chứng cũng dễ dàng nhìn thấy khi hắn chiến đấu hôm nọ máu me đầm đìa, da thịt nứt toác, với năng lực hiện tại của Mục Trần hoàn toàn chưa đủ khả năng khống chế hoàn mỹ. Mới đầu Mục Trần không muốn nói ra chút nào, vì không muốn cho Mục Phong quá lo mà hoảng sợ, càng khó có thể nói chuyện cửu u tước đã chui vào cơ thể hắn. Nhưng tình hình hiện tại đã có biến hóa, cửu u tước dù vẫn lành lùng nhưng thái độ thù nghịch đã bớt đi nhiều, cũng không đột ngột xuống tay với hắn nữa, nên thời điểm nói ra cho Mục Phong cũng thuận tiện, Mục Trần không còn cố kỵ gì nữa bẩm báo chi tiết. Lời vừa dứt, gương mặt Mục Phong đầu tiên là nghiệt ra, mồm miệng chảy dài há to nhét vừa cái trứng ngỗng. Lát sau lão mới dần hồi phục lại được, nhưng cặp mắt vẫn còn nhiều nét quái dị dò xét Mục Trần. Ai mà ngờ được, hành trình Hắc Minh Uyên ngày đó Mục, liễu lưỡng vực hao tổn tâm cơ tranh giành sống chết, cuối cùng chẳng ai thu lợi được gì, mà còn một phen hoàng hồn suýt chết. Vậy mà con cửu u tước, khiến cả hai bên thèm thuồng tham lam đỏ mắt lại chạy vào cơ thể Mục Trần. Đối với phản ứng của Mục Phong, hắn cũng bất đắc dĩ bó tay cũng khó trách lão biến thành như vậy, chuyện này cũng chỉ có thể nói là số mệnh mà thôi. Mục Phong chấn kinh một hồi, lông mày lại nhíu chặt. Thân là cường giả thần phách cảnh, lão lại luyện hóa một tinh phách thiên thú, dĩ nhiên hiểu rõ tính tình kiệt ngạo bất tuân của linh thú đẳng cấp đó ra sao. Ngày xưa hao tổn không biết bao nhiêu tâm cơ mới có thể luyện hóa Viêm Long Điêu, nhưng cửu u tước, trong người Mục Trần lại còn lợi hại hơn Viêm Long Điêu đến vài chục lần. Thực lực hiện tại của hắn lại cất chứa trong người một mãnh thú hung hãn, thật không biết lúc nào sẽ bị xé nát thây, nhìn thấy mục phong lo lắng, mục trần đành phải an ủi một phen. đại khái trình bày quan hệ hiện tại với cửu u tước mới khiến cho mục phong an tâm một chút, nhưng lão vẫn dặn dò kỹ lưỡng hắn phải cẩn thận cảnh giác ra sao. linh thú ở cấp bậc thiên thú như thế, linh trí không kém hơn nhân loại chút nào, và lại xét những thủ đoạn mà cửu u tước bày ra trước kia, mục phong hoàn toàn không chút hoài nghi sự tàn nhẫn của nó, vốn là một sinh vật vô cùng nguy hiểm. mục trần nghe vậy cũng chỉ cười. thời gian nhanh chóng trôi qua đến ngày cuối cùng trong đỉnh viện yên tĩnh mục trần nhắm mắt tu luyện thì nghe những tiếng chân quen thuộc hai mắt mở ra nhìn thấy mục phong tía mục trần cười chào mục phong mục phong đến cạnh hắn bàn tay to lớn xoa đầu ánh mắt tự hào vui mừng cười nói xú tiểu tử ngày mai ngươi đi rồi có lẽ thời gian tới sẽ khó trở về ngay ngươi cần phải tu luyện thật tốt ở bắc thương linh viện cho tía chỗ đó thiên tài lớp lớp nhưng ngươi cũng không được làm tía mất mặt nghe chưa mục trần nhìn đôi mắt ân cần yêu thương của mục phong trong lòng ấm áp vô ngần cười nói tía cứ an tâm thằng con của tía cũng không phải dễ khinh khi đâu mục phong bỗng dưng hơi dầu dĩ nhiều năm một mình nuôi mục trần lớn lên tuy hắn càng lớn càng thông minh càng hiểu chuyện nhưng cũng không ít lần gây họa ở bắc linh cảnh bất luận hắn làm gì đó mục phong đều có thể đứng lây a à bảo vệ hắn nhưng sắp tới hắn phải rời khỏi bắc linh cảnh đến cái chỗ bắc thương linh viện kia thật sự lão không cách nào che chở được cho con trai nữa ngày mai phải đi rồi tía hiện tại chẳng còn gì cho ngươi Bất quá nghe nói ngươi đã đạt tới linh trận sư cấp 2, nên mấy ngày nay đều đi tìm vơ vét vài cái trận đồ. Mục Phong cười, vươn tay ra trước mặt Mục Trần, bàn tay nắm chặt một quyển trục lóe kim quang, đây là một quyển trận đồ cấp 2, có lẽ sẽ có ích cho ngươi. Mục Trần ngẩn người, giơ tay nhận lấy quyển trục sáng như vàng, trong lòng vô cùng cảm động. Ở Bắc Linh cảnh này, trận đồ cấp 2 cũng thuộc loại đồ vật cực kỳ quý hiếm. Mục Phong muốn chiếm được quyển trận đồ này e rằng đã tiêu xài không ít tài chính khó trách hai ngày nay chẳng thấy lão đâu, thì ra vì nguyên nhân này. Cảm ơn tía. Mục Trần cất quyển trục vào giới tử xuyến. Hiện tại đã là linh trận sư cấp 2, nhưng đó chính là quyển trận đồ cấp 2 duy nhất mà hắn có. Mặc dù trong tay có một yêu liên đồ trận có uy lực sánh ngang trận đồ cấp 3, nhưng linh trận cấp độ đó nếu không mượn sức mạnh cửu u tước, thì hắn cũng bó phép không có khả năng bố trí ra được. Thành ra một quyển. Trận đồ cấp 2 với hắn còn quý hơn của triệu linh tệ. Tía à, ta đi rồi, mục vực phải dựa vào tía. Liễu vực kia không diệt trừ liệu có ổn chăng? Mục Trần trầm ngâm hỏi. Lần này rời khỏi Bắc Linh cảnh không phải một hai ngày, tự nhiên cũng mong muốn Mục Phong ở lại đây được bình an. Liễu vực hiện tại nguyên khí đại thương, đã không còn sức lực nữa. Mà ngươi không phải đang coi thường tía của ngươi quá chớ, ta đâu phải tên mau đầu tiểu tử nhà ngươi hả? Ta hôm nay cũng đã mơ hồ chạm vào bức màn dung thiên cảnh rồi, tiềm tu một thời gian nữa, hẳn sẽ chân chính trở thành cường giả dung thiên cảnh. Gua, mục trần kinh ngạc vui mừng nếu mục phong có thể tiến vào dung thiên cảnh vậy thì căn bản ở bắc linh cảnh này chẳng ai còn cả gan chọc ghẹo mà mục vực sẽ hoàn toàn yên ổn phát triển ha ha hôm nay nghỉ ngơi đi sáng mai ta tiễn ngươi đến bắc linh viện mục phong đắc ý cười nói vỗ vai mục trần liền xoay lưng đi mất mục trần nhìn theo bóng dáng ngạo nghễ uy vũ của mục phong mà trong lòng hơi trùng xuống nhẹ giọng nói cha xin nhớ rõ lời hứa ngày trước của ta một ngày kia chính tay ta sẽ dẫn mẫu thân trở về, một nhà chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Mục Phong bước đến cổng đình viện, thân hình chợt khựng lại, hơi ngẩng đầu lên, hít một hơi sâu, trong mắt ươn ướt, nhẹ nhàng gật đầu. Xú tiểu tử, tu luyện cho tốt đi, tía của ngươi rất mong chờ ngày đó. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Mục Trần đã sớm rời khỏi giường, vệ sinh thân thể rời khỏi phòng đã thấy Mục Phong và Chu Giã đợi sẵn bên ngoài. Chu Giã và Mục Phong dẫn Mục Trần ra khỏi Mục Phủ. Chu Giã thân thiết vào đầu Mục Trần, cảm khái thốt lên, tiểu mục, cố lên Nga, để cho cái ngày ngươi quay về Bắc Linh, cảnh Chu Thúc phải giật mình rớt tim ra mới được đó. Mục Trần cũng thân thiết cười nói với Chu Giã, yên tâm đi, Chu Thúc, bất quá Thúc cũng nên tìm Chu Nương cho ta đi. Xú tiểu tử, Chu dã cười rộ lên cốc đầu hắn. Đi thôi, Mục Phong phất tay, dẫn đầu đi về linh trận truyền tống trong Mục Thành. Mục Trần và Chu Giã cũng sóng bước cười nói đi theo. Mấy người xuyên qua Mục Thành, bắt gặp vô số ánh mắt kỳ lạ chú ý, hầu như ai cũng chỉ nhìn vào mục trần đầy vẻ tò mò kính sợ đại hội cửu vực chiến hẳn nhiên đã khiến cho mục trần trở thành nhân vật phong vân bậc nhất bắc linh cảnh sự nổi tiếng của hắn còn vượt qua cả mấy vị vực chủ như mục phong tiếng tăm của người hiện tại còn vang dội hơn cả ta cơ đấy mục phong nhìn thấy mấy ánh mắt kia lão trách cứ mục trần với giọng điệu cực kỳ tự hào mục trần nghe thấy cũng cười lần sau ta trở về sẽ chân chính dùng sức mạnh bản thân để đạt được những cái nhìn kia có quyết đoán ta chờ Mục Phong vui mừng cười, lắc mình nhảy lên linh trận truyền tống. Mục Trần cũng theo sát. Mục Phong vung tay lên khởi động linh lực, hào quang nở rộ, thân hình hai người liền biến mất trong mục thành. Chương 110: Rời khỏi Bắc Linh viện, trong một sân huấn luyện rộng rãi, hầu như đã bị vây kín bởi đông đảo đệ tử, ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn vào sân. Ở nơi đó là năm quang trận thật lớn chiếm ngự năm vị trí, mơ hồ tỏa ra linh lực cường đại. Quang trận kia chính là năm linh trận truyền tống đến ngũ đại viện bước qua con đường đó chính là thánh địa mơ ước của tất cả đệ tử nơi đây bất quá bọn họ chưa đủ tư cách giữa sân đường thiên nhi hồng lăng mặc lĩnh và vài người nữa đang tiến vào cả liễu mộ bạch cũng đang ở đó hắn hiện tại đã mất đi ngạo khí ngày xưa sắc mặt không tốt thần sắc sụp đổ dường như đã bị đả kích rất nặng mục trần vào đây bên ngoài truyền đến những tiếng xôn xao vô số ánh mắt nhìn về cổng vào sân huấn luyện tìm kiếm thân ảnh người trẻ tuổi nổi danh nhất bắc linh viện hắn đang chậm rãi tiến vào nhìn thấy hắn đa số đệ tử bắc linh viện đều giảm bớt tiếng ồn nhiều thêm sự kính sợ và tò mò sự kiện mục trần đánh chết liễu kinh sơn nửa tháng trước vẫn còn như mới khắp bắc linh cảnh này dung thiên cảnh cường giả ở cảnh giới đó là một thứ rất xa vời đối với những đệ tử đang đứng đây họ chẳng cách nào hình dung được sức mạnh kinh thiên mà cảnh giới đó có được bất quá chắc chắn là mạnh mẽ hơn mặc sư tịch sư thậm chí hơn cả tiêu viện trưởng cường giả mạnh mẽ đó lại bị mục trần đánh chết vậy thì tên kia phải khủng bố ra sao đây mục trần tiến vào sân chắp tay chào mấy người mạc sư tịch sư tiêu viện trưởng và vị hát tiên sinh nọ thật hổ thẹn ta đến trễ không sao cũng chưa tính là trễ mạc sư cười ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên kỳ lạ từ khi nghe về sự kiện nọ cả bản thân lão cũng chấn động kịch liệt bây giờ gặp lại hắn cảm giác đúng là nhìn không thấu tên đệ tử của mình thiếu niên này ẩn tàng quá nhiều thứ a à, ha ha linh trận truyền tống còn cần điều chỉnh một chút còn phải chờ một chút tiêu viện trưởng cũng khoát tay, cười tủm tỉm. Mục Trần gật đầu đến đứng cạnh đường Thiên Nhi, mấy người Trần Phàm cũng đưa mắt quái đản nhìn hắn, bất đắc dĩ khiến Mục Trần nhướng mày nhìn qua. Hê hey hê! Hey. Trần Phàm gượng cười, cảm giác hơi là lạ. Trước kia có thể cười đùa pha trò với tên bạn học kia, nhưng bây giờ lại cảm thấy khó mà đứng cạnh hắn được. Mục Trần cũng không giải thích gì, chỉ có đường Thiên Nhi bên cạnh thì quét mắt nhìn khắp người hắn. Thương thế của người khỏi hết chưa? Mục Trần gật đầu, cười nói, có thiên nhi tỉ chăm sóc chu đáo thế, không muốn lành cũng không được. Đường thiên nhi cười ngọt ngào, nhưng lại gửi nhẹ, chỉ biết nói một câu dễ nghe, thành ý cũng không tỏ ra một chút nào. Mục trần bó phép, đối mặt nữ hài tử càn quấy còn nan giải hơn cả cường giả dung thiên cảnh, biện pháp tốt nhất là ngậm bồ hòn làm ngọt. Ta thấy hiện giờ liễu mộ bạch thấy ngươi chẳng khác thấy quỷ. Đường thiên nhi nhìn qua bên kia cất giọng nói. Mục trần cũng nhìn qua liễu mộ bạch, nhất thời tên kia vội lảng đi nhìn chỗ khác quả thật hoàn toàn mất đi phong thái cường giả đệ nhất Bắc Linh viện ngày nào. Mục Trần bình tĩnh, cũng không tỏ vẻ hống hách thách thức. Trên con đường tu luyện này, ai biết được ngày nào đó sẽ tái kiến đối thủ năm xưa lại đột ngột mạnh lên. Do vậy tốt nhất là phải đưa mắt nhìn về trước, còn cái vẻ đắc ý tự đại chỉ khiến bản thân đi chậm lại mà thôi. Liễu Mộ Bạch xem như một người ưu tú, bất quá vẫn chưa đủ khiến cho Mục Trần hắn xem như một kẻ địch khó quên. Các ngươi nghe đây, Hắc Tiên Sinh đột ngột cất giọng nói lớn trước ta đã có nói, dù rằng các ngươi đã thông qua khảo nghiệm ở bắc linh viện thế nhưng nó cũng chỉ có nghĩa là các ngươi đủ tư cách tiến vào ngũ đại viện chứ không phải chân chính là đệ tử ngũ đại viện ngũ đại viện sẽ còn một khảo hạch nữa với các ngươi đó chân chính là khảo nghiệm của ngũ đại viện nếu đủ sức thông qua mới chính thức là đệ tử ngũ đại viện về sau tiền đồ vô lượng nếu lỡ không may thất bại thì cũng không hẳn phải cuốn gói trở về nhưng chắc chắn không cách nào vào được ngũ đại viện lúc đó sẽ có người dẫn các ngươi đến một vài linh viện khác cũng khá cao cấp vì mục tiêu chân chính trở thành đệ tử ngũ đại viện tất cả hãy nỗ lực cho ta vâng đám đệ tử nghe thấy liền nghiêm sắc mặt vâng dạ đại thiên thế giới mênh mông vô tận căn bản không ai biết đâu là điểm cuối bắc linh cảnh nằm trong khu vực bách linh thiên cũng chỉ như hạt cắt giữa sa mạc không có gì đáng thu hút khu vực rộng lớn bên ngoài bách linh thiên gọi là bách linh đại lục trên phiến đại lục đó có vô số những địa vực to lớn như bách linh thiên mà bên ngoài bách linh đại lục lại có đông đảo những địa vực còn rộng lớn mênh mông hơn nữa nếu như không có linh trận truyền tống này, thì cho dù cường giả tam thiên, cảnh bỏ hết cả đời cũng không đủ thời gian đi hết tất cả các đại lục. Đại thiên thế giới quá mức thần bí và rộng lớn, vô số thế lực như sao trên bầu trời. Bất quá ngũ đại viện ở trong đó lại xem như bắt đầu sáng rực rỡ, danh tiếng xét trên đại thiên thế giới cũng không nhỏ chút nào. Những nhân tài tuyệt thế thiên chi kiêu từ khắp nơi ở nhiều đại lục đều hội tụ, trong ngũ đại viện, muốn đủ khả năng trổ tài nghệ ở nơi đó, quả thật không phải là một chuyện đơn giản chút nào muốn chân chính thông qua khảo nghiệm của bác thương linh viện hắn chắc chắn phải dốc toàn lực mục trần suy nghĩ miên man bất chợt cất tiếng dò hỏi hát tiên sinh hát tiên sinh không biết ngũ đại viện khảo nghiệm như thế nào hát tiên sinh liếc nhìn mục trần trả lời ngũ đại viện đều tự khảo nghiệm thí sinh của mình không giống nhau bản thân ta cũng không rõ được sau khi các ngươi bước qua linh trận truyền tống sẽ có người đón ở bên kia lúc đó khắc biết mục trần cũng không lấy được tin tức hữu dụng nào chỉ đành gật đầu thời gian trôi qua, năm linh trận truyền tống càng lúc càng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, linh lực dao động cũng dần ổn định lại. Đến lúc rồi, Hát tiên sinh gật đầu với tiêu viện trưởng, nhìn về mấy đệ tử kia, nói lớn, thánh linh viện, bước vào linh trận truyền tống thứ hai bên trái. Liễu mộ bạch nghe thấy vội vàng tiến lên đứng trước linh trận truyền tống kia. Đến lúc này dũng khí mới khôi phục lại, quay ngoắt sang nhìn tròng chọc mục trần. Nghiến răng nói, mục trần, ta thừa nhận ngươi lợi hại, bất quá ngươi cứ đợi đó lần sau gặp lại nhất định sẽ đánh bại ngươi mục trần phóng con ngươi đen láy nhìn liễu mộ bạch bất giác khiến tên kia khẽ run giống như nhìn thấy lại hình ảnh khủng bố của hắn trong trận đại chiến cử vực thành trong bụng mềm ra nhưng vẫn mạnh mẽ chống lại nửa tháng nay hắn bị mục trần ám ảm cơn ám ảnh khiến hắn hoảng sợ khá lâu ta đợi mục trần cười nhạt thánh linh viện sao cơ huyền dường như cũng ở đó so với tên kia liễu mộ bạch chẳng đủ để sách dép thanh thiên linh viện vào linh trận truyền tống chính giữa Trần Phàm và Hoắc Vân nhanh chân tiến tới, hơi kích động. Vạn Hoàng Linh Viện, linh trận thứ hai bên phải. Đường Thiên Nhi khẽ cắn môi, nắm đấm đập một phát vào ngực Mục Trần, ngươi ở Bắc Thương Linh Viện phải cố gắng, tuy ở đó thiên tài vô số, ngươi cũng không được thua kém, nếu không khi gặp lại ta cũng không nhận quen biết ngươi đâu. Ừ, ngươi cũng vậy. Mục Trần nhìn cô gái đang phiền muộn một chút vì chia ly trước mắt. Đường Thiên Nhi gật đầu, không nói thêm nữa, lắc eo đi cùng Hồng Lăng bước vào linh trận truyền tống đôi mắt đẹp vẫn luôn nhìn về Mục Trần. Mục Trần, Mặc Lĩnh, hai người các ngươi đến đây. Hát tiên sinh chỉ vào linh trận truyền tống bên cạnh lão. Mục Trần quay lại nhìn Mục Phong, lão cười gật đầu. Hắn không hề do dự bước tới, Mặc Lĩnh cũng động thân bước theo. Mục ca cố lên. Làm dạng dạnh Bắc linh viện chúng ta, ở Bắc thương linh viện phải là người mạnh nhất. Trên khán đài, tô lăng lớn tiếng la lên. Đi tiền trạm giúp ta, sau này ta cũng đến Bắc thương linh viện. Chẳng biết ai đó cũng hét lên mục trần nghe vậy mỉm cười quay nhìn đồng bạn ở đông viện ổn định tâm thần lại cho ta sắp truyền tống đi rồi hát tiên sinh khẽ quát một tiếng vung tay lên mấy luồng sáng chiếu vào những linh trận truyền tống trong đó cường quang sáng rực dần dần bọc lấy thân thể mọi người cường quang dần che mất tầm mắt mục trần lần nữa nhìn lại mục phong kinh ngạc nhìn thấy gương mặt kiên nghị của lão lúc này đang toát ra một vẻ cô đơn mục trần đi trong nhà lão chỉ còn lại một mình cha yên tâm đi ta nhất sẽ dẫn mẹ trở về mục trần nắm chặt tay thì thào lẩm bẩm hai mắt nhắm lại bắc thương linh viện ta đến đây lạc ly ta đến đây